Trong nháy mắt, trên quảng trường chỉ còn 5 người Hàn Lập, Tiểu Bạch, Bạch Trạch, Nhạc Miện, Lợi Kỳ Mã. Bạch Trạch tiền bối, Nhạc Miện tiền bối, tại hạ còn có chút việc cần xử lý, xin cáo từ. Hàn Lập tiến lên thi lễ với Bạch Trạch và Nhạc Miện một cái, cũng cáo từ rời đi. Đã trì hoãn ở Man Hoang hơn trăm năm, không biết tình huống Kim Đồng bây giờ thế nào, Luân Hồi Điện đã bắt đầu ra tay với Cửu Nguyên Quan hay chưa, hắn phải lập tức rời khỏi Man Hoang giới vực, điều tra rõ ràng. Nếu như Hàn Tiểu Hữu có việc đây cũng không ép ngươi ở lại. Bạch Trạch khẽ gật đầu nói, tiểu bạch, ngươi mặc dù đã đột phá đại la cảnh, lực lượng huyết mạch bên trong thân thể cũng chưa hoàn toàn ổn định, hãy ở lại bát hoang sơn tu luyện tiếp đi. Bạch Trạch nói với tiểu bạch, đa tạ vương thượng yêu mến, nhưng ta muốn đi cùng chủ nhân. Tiểu bạch lắc đầu nói, bạch Trạch nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống, tiểu bạch, trước kia ta không biết thân phận của ngươi, mới nói đùa thu ngươi làm linh thú. Hôm nay người đã kế thừa huyết mạch chân linh mặc nhãn tỷ hưu, địa vị tôn quý, hai chữ chủ nhân không nên nhắc lại, xưng hô bạn bè với ta là được. Hàn lập liếc về phía bạch trạch một cái, vội vàng nói. Tiểu bạch xưng hô thế nào cũng được, nhưng giờ phút này đang ở trước mặt bạch trạch và nhạc nghiện, hắn cũng không muốn đắc tội với hai vị đạo tổ này. Không cần biết là chủ nhân hay bạn bè, nhưng ta đã gọi chủ nhân quen rồi, không cần đổi nữa. Tiểu bạch khoát tay nói ra, chương 1189, ước hẹn 200 năm. Bạch trạch trầm giọng nói, tiểu bạch, không được tùy tiện, bây giờ nhất mạch Mặc Nhãn Tỷ Hưu chỉ có một truyền nhân là ngươi, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Tiểu Bạch mở miệng muốn nói nữa, nhưng bị Bạch Trạch phất tay ngăn lại. Ngươi và Hàn Tiểu Hữu muốn đi làm việc gì, không nói ta cũng biết. Cửu Nguyên Quan là địa phương nào, ta cho các ngươi rõ ràng hơn. Thực lực bên trong của chúng vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nếu chỉ dựa vào hai ngươi mà muốn lẻn vào trong đó cứu người, không khác gì tự tìm đường chết. Tốt hơn là ngươi ở lại Bát Hoang Sơn này một lòng tu luyện đi việc chấn hưng lại man hoang liên quan đến ước vạn sinh linh, nơi này rất cần đến ngươi. Hàn tiểu hữu ta cũng đề nghị ngươi đừng mạo hiểm, hành động này là cử tử nhất sinh. Bạch trạch sau một phen thuyết phục, sắc mặt âm trầm hơn nói với Hàn Lập. Ở bên cạnh, lợi kỳ mã cũng mở miệng khuyên, Hàn đạo hữu thứ cho ta nói thẳng, cử nguyên quan đủ mạnh để thuộc năm thế lực đứng đầu trong số rất nhiều thế lực liên minh với thiên đình. Thực sự không phải nơi hai người các ngươi có thể khinh suất xâm phạm. Hàn Lập nghe vậy nhíu mày, muốn nói lại thôi nếu như chỉ có hai người hắn và tiểu bạch muốn xâm nhập vào cửu nguyên quan cứu kim đồng tất nhiên là một ý nghĩ hão huyền hắn tuyệt đối không hành động thiếu khôn ngoan như vậy dù sao non xanh còn đó lo gì không có củi đốt tự bản thân mình nếu có gì ngoài ý muốn chẳng phải kim đồng sẽ không còn cơ hội thoát khốn chỉ là bây giờ một thế lực lớn như luân hồi điện cũng tham dự vào việc này tình huống dĩ nhiên không giống như lúc trước tuy nhiên điều này là bí mật hắn không tiện nói ra nên vẫn im lặng không nói. Tiểu Bạch không để tâm, thái độ kiên quyết, tu luyện ở nơi nào cũng thế. Chủ nhân sở hữu một pháp bảo không gian, ta đi theo hắn vẫn có thể tu luyện, sẽ không chế nải. Còn nguy hiểm, ta không sợ. Hai hàng lông mày bạch trạch nhíu lại, rời ánh mắt nhìn sang Hàn Lập. Hàn Lập khẽ thở dài khuyên, tiểu bạch, bạch trạch tiền bối nói có lý, việc tìm cách cứu người quá mạo hiểm. Người đi theo ta quả thực không an toàn, tốt hơn nên lưu lại nơi đây tiểu bạch dù đã tiến giai đại la nhưng khi đối mặt với thế lực lớn như cửu nguyên quan một quái vật khổng lồ tác dụng có thể phát huy vẫn hữu hạn như trước hơn nữa thiên đình giám sát thiên hạ chuyện ở bát hoang sơn này thiên đình chưa hẳn không biết tiểu bạch kế thừa lực lượng huyết mạch mặc nhãn tỳ hưu giá trị bây giờ hơn ngày trước nhiều nếu như nó xuất hiện ở kim nguyên tiên vực sợ rằng thiên đình sẽ phái cao thủ đến bắt càng thêm khó lường quan trọng hơn việc mang tiểu bạch đi sẽ đắc tội với man hoang giới vực Thay vì như vậy, chỉ bằng để nó ở lại nơi này." Thân sắc Tiểu Bạch thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, giọng nói càng rõ ràng, "Năm đó, ta và lão đại gặp phải Cửu Nguyên Quan vây công. Lão đại vốn có cơ hội chạy thoát, nhưng lại tặng cơ hội này cho ta, nếu không, ta làm sao có ngày hôm nay? Bây giờ nàng bị bắt ở Cửu Nguyên Quan, sống chết không rõ, sao ta lại có thể có đầu rụt cổ ở Man Hoang Giới vực?" "Vương thượng, ý tốt của người Tiểu Bạch xin ghi lòng." "Chỉ là việc tìm cách cứu viện lão đại lần này tiểu bạch nhất định phải làm nếu không trong lòng ái náy tu vi vĩnh viễn không thể tiến bộ nghe được những câu nói này của tiểu bạch khuôn mặt hàn lập hiện lên vẻ khác lạ không nói gì nữa nhưng bạch trạch càng nhíu chặt chân mày vẫn muốn nói tiếp nhạc miệng ở cạnh liền xen vào bạch trạch người man hoang chúng ta ân oán rõ ràng có thù tất báo có ân phải trả tiểu bạch đã khăng khăng như vậy tốt hơn cứ để nó đi bạch trạch bỗng nhìn nhạc miệng trách cứ người đang nói cái gì thực lực cửu nguyên quan cỡ nào bọn tiểu bạch không biết người chẳng lẽ cũng không biết nhạc miệng liền nhìn hàn lập giọng điệu thản nhiên nếu lòng tiểu bạch không ở man hoang người ép nó ở lại chỗ này cũng vô dụng đoạn nhân quả này nhất định phải kết thúc hơn nữa hàn tiểu hữu nhìn qua không phải là người dễ bị kích động bọn hắn nghĩ cách cứu đồng bạn chắc hẳn đã có kế hoạch đúng không thân sắc hàn lập như thường chắp tay đáp lại hai người bạch trạch tại hạ quả thật đã chuẩn bị chỉ là công việc liên quan bí mật không tiện báo với hai vị tiền bối tuy nhiên hai vị có thể yên tâm tại hạ sẽ không hành sự lỗ máng nhạc miệng quay sang bạch trạch người xem nếu hàn tiểu hữu đã chuẩn bị kỹ chắc hẳn có niềm tin rất lớn nếu ngươi vẫn lo lắng cứ cho tiểu bạch mấy món bảo vật phòng thân là được bạch trạch nghe vậy im lặng một lát rốt cuộc cũng bị thuyết phục cái này tốt thôi người đã dứt khoát muốn đi ta cũng không cách nào ngăn cản ba món bảo vật này ngươi mang theo người y lật tay lấy ra ba món đồ đưa cho tiểu bạch. Đó là một khối ngọc phù màu xanh, một phù lục màu vàng và một cái túi màu trắng. Ngọc phù màu xanh rộng ba tấc, dài năm tấc, trên đó khắc nhiều hoa văn màu xanh, tạo thành một đồ án kỳ lạ giống như pháp trận. Từng luồng ánh sáng xanh nhu hòa tỏa ra từ trong pháp trận, bay múa vần quanh một vòng rồi lập tức dung nhập vào ngọc phù. Nó cứ lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Còn tấm phù lục màu vàng kia là một linh phù lớn bằng bàn tay, trên đó chạm khắc vô số linh văn yêu tộc méo mó. Linh phù tỏa ra ba động pháp tác vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, cái túi màu trắng trông không có gì khác lạ, nhìn không thấy chỗ nào đặc biệt, cũng không có những rung động pháp tác cường đại, chỉ có thể cảm giác được một tia linh lực rất mỏng manh bám trên đó. Bạch Trạch giải thích công dụng của ba món bảo vật, tấm ngọc phù màu xanh này tên là Độn Thiên phù. Đây là một món dị bảo ta ngẫu nhiên có được trước khi đắc đạo nó có tác dụng ẩn hình và che giấu khí tức ngay cả tu sĩ đại la cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể phát hiện tấm phù lục màu vàng này phong ấn một kích ba phần sức mạnh của ta nếu như gặp phải cường địch khó đối phó ngươi kích hoạt phù này để đánh trả còn cái túi màu trắng này chính là bản mệnh tiên khí năm đó phụ thân ngươi luyện chế trước nay vẫn một mực cất giữ ở chỗ ta bây giờ ngươi đã kế thừa lực lượng huyết mạch của y vậy giao cho ngươi cất giữ tiểu bạch cảm nhận được sự bất phàm của ba món bảo vật này vội mừng rỡ nhận lấy đa tạ vương thượng. Nó chỉ nhìn qua độn thiên phù và phù lục màu vàng rồi thu vào, chỉ để lại cái túi màu trắng kia, xem xét không ngừng. Mắt thấy cảnh này, trong lòng Hàn Lập cũng vui mừng. Có ba bảo vật này, an toàn của bọn hắn lại có thêm một tầng bảo hộ. Đúng lúc này, Bạch Trạch đột nhiên vung tay lên, 12 luồng sáng trắng bắn ra từ tay hắn nhanh như trước. Tất cả chui vào trong cơ thể tiểu Bạch một cách chuẩn xác. Vô số phù văn màu trắng từ trong ánh sáng trắng xuất hiện, ngưng tụ quanh người tiểu bạch, tạo thành 12 phù trận hình khuyên. Chúng chấp nháy mấy lần rồi mới chậm rãi biến mất, tiểu bạch giật nảy mình, hàn lập cũng biến sắc, chỉ là bạch trạch động thủ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản. Bạch trạch trịnh trọng nói, các ngươi không cần lo lắng. Đây là ta bày ra 12 đạo đại na di phù trận. Tiểu bạch, ta có thể đáp ứng ngươi rời đi theo hàn tiểu hữu. Tuy nhiên, tình huống bây giờ của thiên đình và man Hoa ngươi cũng biết, chúng ta đang chuẩn bị một số việc. Cho nên, ngươi chỉ có thời gian 200 năm, sau 200 năm, bất kể ngươi có lý do gì cũng nhất định phải trở về man hoang. Nếu không, 12 đạo đại na di phù trận này sẽ cưỡng ép ngươi truyền tống về. Tiểu Bạch hơi biến sắc, nhìn lại Hàn Lập 200 năm. Hàn Lập nghe vậy cũng hơi nhíu mày, cho đến bây giờ, Luân Hồi Điện cũng chưa báo cho hắn tin tức cụ thể khi nào động thủ. Mặc dù hắn không mang hy vọng gửi vào Luân Hồi Điện, nhưng nếu Luân Hồi Điện ra tay thì chắc chắn sẽ trợ giúp cho hắn rất lớn. Trong lòng Hàn Lập thở dài, khẽ gật đầu với Tiểu Bạch, hy vọng có thể kịp. Tiểu Bạch lập tức nói với Bạch Trạch, tốt, 200 năm sau, ta nhất định trở về. Thấy vậy, sắc mặt Bạch Trạch hòa hoãn ừ một tiếng. Hàn Lập quay sang Bạch Trạch và nhạc miệng, đa tạ Bạch Trạch tiền bối cho phép Tiểu Bạch đồng hành cùng ta. Mọi người yên tâm, bất kể chuyện gì phát sinh, ta đều cam đoan Tiểu Bạch bình an vô sự. Tốt, xin nhờ Hàn Tiểu hữu chiếu cố Tiểu Bạch, Bạch Trạch nói với Hàn Lập. Sau khi mấy người nói xong, hàn lập liền cáo từ rời đi hắn bấm niệm pháp quyết lấy ra phi thuyền mặc long phi thuyền chở hai người hóa thành một hào quang xanh sẫm bắn về nơi xa chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời bạch trạch đưa mắt nhìn hàn lập và tiểu bạch rời đi rồi lại liếc sang lợi kỳ mã bên cạnh một chút lợi kỳ mã hiểu ý cáo từ một tiếng rồi quay người rời đi trên quảng trường chỉ còn lại hai người bạch trạch và nhạc miện nhạc miện vung tay lên một luồng ánh sáng đỏ thẫm bắn ra hạ xuống trước người bạch trạch cho ngươi trong hào quang, 12 hư ảnh lấp lánh, không ngờ lại là hư ảnh 12 loại chân linh huyết mạch trong cơ thể hàn lập đan sen, xoay quanh nhau. Ngoại trừ 12 hư ảnh chân linh này, trong đó còn chấp nháy không ít phân tự màu máu, ngừng tụ thành một bộ công pháp. Nếu hàn lập ở đây chắc chắn sẽ giật nảy mình, bởi bản công pháp này hoàn toàn giống với kinh chập quyết mà hắn tu luyện, chỉ khác biệt một vài chi tiết nhỏ không đáng kể. Ánh mắt bạch trạch sáng lên, phất tay bắt lấy luồng sáng đỏ này. Nhạc miệng chậm rãi ra, Vừa rồi ta dựa vào huyết mạch côn bằng trong cơ thể Hàn Lập kia, cảm nhận sự vận chuyển của các huyết mạch khác, đại khái thăm dò dành mạch bộ công pháp hắn tu luyện. Đúng là công pháp vô cùng cao minh, chỉ không biết vì sao lại xuất hiện ở hạ giới. Bạch Trạch nhìn luồng sáng đỏ gật đầu không ngừng, quả thực rất cao minh. Trong tám tộc chúng ta cũng có một vài công pháp dung hợp huyết mạch, nhưng chỉ dung hợp tối đa 4, 5 loại chân linh huyết mạch, nhiều hơn sẽ dẫn tới xung đột lẫn nhau, bạo thể mà chết. Môn công pháp này lại có thể dung hợp 12 loại chân linh huyết mạch. Từng huyết mạch cân bằng, cân đối chuẩn xác, tính toán tỉ mỉ, thật sự không thể tưởng tượng. Có môn công pháp này, thực lực các tộc man hoang có thể tăng lên không ít. Nhạc miệng hư một tiếng, rất không vui nói, người muốn môn công pháp này, trực tiếp siêu hồn tiểu tử kia, hoặc làm cho hắn trực tiếp giao ra là được. Cỡ như hắn cũng không dám không giao, cần gì phải dùng biện pháp quanh con này, còn bắt ta diễn trò khỉ với ngươi. Bạch Trạch lật tay thu hồi hào quang, lạnh nhạt lắc đầu đáp thân phận tiểu tử kia không phải bình thường không động được hả tiểu tử kia là người phương nào sao khiến ngươi kiêng rẻ vậy nhạc miệng tò mò hỏi bạch trạch nhìn nhạc miệng một chút rồi lấy ra một vật đó là một tấm lệnh bài màu đen phía trên khắc họa một đồ án mặt thú dữ tợn nhạc miệng nhìn thấy lệnh bài mặt thú biến sắc là hắn bạch trạch cất lệnh bài đi nhìn về chân trời phía xa mây trôi cuồn cuộn thở dài phong vân chân tiên giới sắp nổi cũng không biết sốt cuộc sẽ trôi về phương nào. Chương 1190, Ngũ Quang Lôi Trì. Phi thuyền Mạc Long nhanh chóng rời Bát Hoang Sơn, bay về một hướng khác. Không lâu sau, Hàn lập lấy khôi lỗi có chút linh tính để điều khiển phi thuyền. Đồng thời, hắn khởi động các cấm chế ẩn nấp, phòng hộ lên. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng, hắn mang theo Tiểu Bạch đi vào mật thất, tiến vào không gian Hoa Chi. Vừa vào không gian, hắn liền bấm niệm pháp quyết thúc dục Quang Âm Thiên Tuyền Đại trận và Quân Thiên Nhật Quý. Khiến tốc độ thời gian trôi trong không gian này lập tức phát sinh thay đổi. Tiểu Bạch lập tức phát hiện hư không nơi đây sinh ra một chút biến hóa, không khỏi bất ngờ, ồ, hình như nơi này cảm thấy có chút đặc biệt, có phải chủ nhân đã động tay chân hay không? Hàn lập từ tốn đáp, chỉ là bố trí một không gian chênh lệch thời gian mà thôi. Ở đây, tốc độ thời gian trôi qua gấp khoảng 50 lần so với bên ngoài. Ngươi tìm một chỗ tu luyện cho tốt đi." Tiểu Bạch liên tục tán thưởng, rồi tìm một chỗ khoanh chân tu luyện ngay cả không gian thần kỳ như vậy chủ nhân cũng có thể bố trí được. Không ngờ người tu luyện thời gian pháp tác lại đến trình độ này. Hàn lập cũng tìm một chỗ ngồi xuống. hắn lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện, kiểm tra nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật thời gian pháp tác đã giao mua trước kia. đáng tiếc, dù hắn treo giải thưởng rất cao nhưng vẫn không ai đáp lại. Còn giao tam kia cũng không truyền đến tin tức gì. Hàn lập trao mày, ánh mắt hiện lên chút nôn nóng. hắn hơi dùng sức nắm tay lại hư không trong tay rung lên ong ong, phát ra tiếng vang trầm. Hiện tại, sức lực của thân thể hắn tăng nhiều, lại có tiên khí tuế nguyệt thần đăng trong tay, và còn kiếm trận tuyệt thế thông thiên kiếm trận nữa, thực lực không thể nói là không mạnh. Nhưng trước hết, hắn có một hạn chế to lớn ngăn cản, đó chính là tu vi. Bây giờ hắn vẫn ở thái ất cảnh đỉnh phong, một ngày không thể lên cấp đại la cảnh, thực lực của hắn dù sao vẫn chỉ tăng có hạn, không thể nào hoàn toàn thăng hoa. Ánh mắt Hàn Lập đột nhiên chăm chú nhìn vào một tin tức xuất hiện trên giới diện giao dịch. Khóe miệng hắn lộ vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, tìm kiếm thăm dò bấy lâu nay, không ngờ cuối cùng cũng có một chút manh mối, vậy cứ thử một lần xem. Sau một lát, hắn thu hồi mặt nạ rồi khoanh chân ngồi xuống để tiếp tục tham mộ thông thiên kiếm trận, hai thần thông pháp môn thiên địa và nghịch chuyển chân luân. Ở nơi biên thủy phía tây bắc của Man Hoang giới vực gần Đại Kim Nguyên Tiên vực, bởi vì thiên đình tạo áp lực lại cộng thêm nhân tộc tấp nập bước chân vào với các mục đích khác nhau, nên rất nhiều tộc đàn chân linh ở khu vực này dần bỏ đi, chỉ để lại những hung thú linh trí thấp chiếm cứ. Trên người đám hung thú này, yêu hạch, tinh huyết, xương cốt đều là những vật liệu chân quý. Cho nên, ngày càng có nhiều tu sĩ tới đây tầm bảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mặc dù không có những tộc đàn man hoang chân linh, nhưng nơi này vẫn rất nguy hiểm. Chưa nhắc đến các loại hung thú, ngay cả thiên địa linh khí cũng hỗn loạn như nơi hiểm yếu, tuyệt địa, cho dù là tu sĩ thái ất cảnh, thậm chí đại la cảnh tiến vào đây cũng có thể vẫn lạc. Ở một khu vực nào đó của man hoang giới vực, núi đá, mặt đất nơi đây đều có màu sắc đen nhánh. Bầu trời cũng bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Những tia sét đánh xuyên qua các tầng mây, càng sâu bên trong, sông sét càng nhiều, liên tục đánh xuống. Ở chỗ sâu nhất, thậm chí có thể nhìn thấy sấm sét như bài sơn đảo hải, như thác nước đổ xuống cuồn cuộn, như cả bầu trời sụp xuống. Màu sắc lôi điện nơi đây cũng khác nhau, có đủ mọi màu sắc. Trong hư không những tia chớp ống ánh tràn ngập dày đặc, chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến người ta run rẩy, làn da ngứa ran. Diện tích vùng lôi điện này rất lớn, vô biên vô hạn, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Khu vực này được gọi là Ngũ Quang Lôi vực, một nơi nổi tiếng nguy hiểm ở gần Đại Kim Nguyên Tiên vực. Ở gần Ngũ Quang Lôi vực, thỉnh thoảng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng các tu sĩ. Họ dùng các loại tiên khí phòng hộ, bay vào trong lôi vực để tìm kiếm vài thứ gì đó ngũ quang lôi vực tất nhiên là một nơi hiểm ác nhưng nơi có lực lượng lôi điện vô cùng nồng đậm cũng sẽ sinh ra các loại tài liệu chứa thuộc tính lôi điện nơi mang đúng nghĩa tuyệt địa là chỗ sâu bên trong ngũ quang lôi vực bên ngoài không quá nguy hiểm chỉ cần cẩn thận một chút vận khí không quá đen đủi thì bình thường không phải lo lắng về tính mạng đương nhiên nếu vận khí không tốt lại là chuyện khác ở nơi nào đó ngoài ngũ quang lôi vực ba tu sĩ gồm hai nam một nữ đang đứng dựa lưng vào nhau Xung quanh ba người đang có mười mấy con rắn màu tím khổng lồ dài mấy trăm trượng, toàn thân chúng tạo thành bởi những lôi điện màu tím, miệng chúng phun ra từng luồng sấm sét khủng khiếp, hình thành một tấm lưới bằng tia sét, mạnh mẽ đè ép cả ba người vào một chỗ. Tu vi ba người đều không yếu, trong đó, một lão giả áo xám đạt đến Kim Tiên hậu kỳ, một gã xấu xí mặc áo giáp đen và một thiếu phụ áo đỏ có tu vi Kim Tiên trung kỳ. Tất cả sử dụng tiên khí đều khá tinh diệu, tuy nhiên những lôi xà màu tím ở xung quanh công kích quá mạnh. Nếu ba người không tu luyện một thuật hợp kích, núi liền tiên linh lực với nhau thì có lẽ lớp phòng ngự đã bị đánh tan, ngã xuống chết rồi. Gã đàn ông xấu xí mặc giáp đen đang cố hết sức thúc giục một cây hàng ma trượng màu tím, huyễn hóa ra những bóng trượng trùng điệp, miễn cưỡng ngăn cản từng luồng lôi điện, thật đáng chết. Sao ở bên ngoài lại xuất hiện nhiều lôi thú như vậy? Trong ngũ quang lôi vực, ngoại sự hủy diệt bừa bãi của lôi điện, còn có một nguy hiểm khác, đó là lôi vực nơi đây sinh ra lôi thú. Tinh hoa lôi điện trong ngũ quang lôi vực ngưng luyện thành lôi thú. Thực lực chúng đều mạnh mẽ lạ thường, thế nhưng, bình thường chúng chỉ hoạt động sâu trong lôi vực, rất ít đi ra bên ngoài. Lão giả áo xám chảy mồ hôi đầm đìa, thúc giục một kiện tiên khí màu vàng hình cái đỉnh lớn. Trong đỉnh bay ra rất nhiều hào quang màu vàng bảo vệ quanh người lão giả. Lão nói với nam tử và thiếu phụ áo đỏ, triệu đạo hiếu, cục diện bây giờ mà phàn nàn thì có ích gì chứ? Diệu tiên tử, từ ngọ hỏa châu của ngươi hẳn là còn có tác dụng. Ngươi mau dùng nó phá vỡ lôi võng, chúng ta đánh thực lần cuối, cố gắng duy trì, chẳng lẽ lại thực sự vẫn lạc ở nơi này. Trên đỉnh đầu thiếu phụ áo đỏ có một hỏa phiên màu đỏ, nó phun ra những ngọn lửa hình rồng, ngăn cản tia chấp đánh xuống, từ ngọ hỏa châu chỉ còn một viên cuối cùng, mà chúng ta cũng đã thử qua lúc trước. Dù ngọc châu này có thể phá vỡ lôi võng cho chúng ta tạm thời thoát khốn, nhưng không thể nào gây trọng thương mấy con lôi xà này được tốc độ bọn chúng nhanh hơn chúng ta rất nhiều cuối cùng cũng chẳng thể chạy thoát lão giả áo xám dồn dập nói không cần lo lắng trên người ta có một tấm hư không cấm tiên phù có thể giam cầm đám lôi xà này một lát lúc trước chúng ta ở quá sâu trong ngũ quang lôi vực nên ta không sử dụng hiện tại mọi người đã ra khu vực biên giới lôi vực chỉ cần tranh thủ trong chốc lát chúng ta có thể bay khỏi ngũ quang lôi vực đến lúc đó sẽ an toàn thiếu phụ áo đỏ nghe vậy liền vui mừng cánh tay xoay chuyển một hạt châu lớn bằng nắm tay hiện ra, tôn đạo hữu có thủ đoạn này sao không nói sớm. Tốt, ta lập tức thi pháp, hạt châu chất sáng hào quang màu đỏ, hoa văn hình ngọn lửa trải rộng ra chi chít, tỏa ra rung động hỏa diễm pháp tắc mãnh liệt. Gã đàn ông xấu xí mặc giáp đen nhíu lông mày lại, đang muốn nói điều gì. Thiếu phụ áo đỏ đã hô nhẹ một tiếng đi, hạt châu đỏ rực hóa thành một hào quang màu đỏ bắn về phía lôi võng màu tím. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, một mặt trời gay gắt đỏ thấm, đường kính vạn trượng phóng lên cao. Những hào quang đỏ rực hóa thành những sóng lửa cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng. Lôi võng màu tím bị mặt trời đỏ thấm đánh vào liền vỡ tan. Hai con lôi xà gần đó cũng bị sóng lửa cuốn chúng, nuốt mất. Nhưng, đám lôi xà khác không những không kinh sợ thối lui, mà còn điên cuồng đánh tới ba người. Lão giả áo xám lật tay lấy ra phù lục màu trắng, trên đó chạm khắc nhiều linh văn màu bạc, nhìn thần bí dị thường. Lão há miệng phun ra một chút tinh huyết, tinh huyết lóe lên, chui vào trong phù lục màu trắng rồi thắt chặt lại. Phù lục lập tức hóa thành một hào quang màu bạc rồi lóe sáng sau đó biến mất vào trong hư không. Hư không xung quanh phạm vi 10 dặm liền ông lên một tiếng. Vô số tia sáng màu bạc từ đó bắn ra, một mực quấn chặt lấy những lôi xà kia. Ngay lập tức, lôi xà giống như rơi vào mạng nhện, không thể động đậy. Tuy nhiên gã đàn ông xấu xí và thiếu phụ cũng bị tia sáng vàng cuốn lấy, bị giam cầm ngay tại chỗ còn lão giả áo xám được bao phủ toàn thân bởi một tầng hào quang bạc những tia sáng bạc kia chạm vào lão liền lập tức xuyên qua như thể lão giả trở thành một ảo ảnh hai người kia trông thấy cảnh này lập tức giận dữ tôn trọng sơn ngươi làm vậy là ý gì khuôn mặt lão giả áo xám hiện ra một chút áy náy chắp tay nói hai vị đạo hiếu ngoại trừ người tế phù thì hư không cấm tiên phù này sẽ giam cầm tất cả xung quanh ta cũng bất lực chỉ có thể nói xin lỗi hai vị sau đó thân hình lão hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc, cũng không thèm nhìn lại mà bay thẳng về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Ánh mắt nam tử xấu xí và nữ tử áo đỏ kia như muốn tóe lửa, nhưng cũng đành bất lực, chờ mắt nhìn lão giả trốn đi. Lúc này, những lôi xà kia gào thét đầy phẫn nộ, ra sức dẫy giụa. Những tia sáng màu bạc kia liên tục rung động, dường như có dấu hiệu tan vỡ. Cặp nam nữ kia nhìn thấy cảnh này cũng chẳng còn lòng nào oán hận nữa. Cả hai vội vàng gắng hết sức vật lộn, hy vọng có thể thoát ra trước một bước so với đám lôi xà kia như vậy còn có một cơ hội sống sót tuy nhiên những tia sáng màu bạc xung quanh cứng cỏi vô cùng hai người không còn nhiều tiên linh lực bất kể bọn họ dãy giụa thế nào cũng không có chút hy vọng thoát thân ngược lại ngoài thân đám lôi xà kia có những tia chất sáng rực lực lượng lôi điện xung quanh chen chúc phóng ra chúng càng đánh càng mạnh những tia sáng màu bạc gần đó lần lượt đứt gãy có lẽ sắp biến mất sắc mặt cả hai người trở nên bi thảm ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng thời khắc này, một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến từ sâu trong lôi vực, phóng lên tận trời, thẳng tới 9 tầng mây. Tiếng sấm ẩm ý trong ngũ quang lôi vực cũng không thể lấn át được âm thanh này. Ngay sau đó, tiếng vang hóa thành tiếng kiếm giết kinh thiên. Nhìn vào sâu trong lôi vực có thể mơ hồ thấy 72 kiếm quang màu vàng hiện ra, phảng phất như 72 con du long tung hoành, lao vun vút trong ánh chấp. Mỗi kiếm quang đều tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ vô song cùng rung động lôi điện pháp tắc. Kiếm bay đến chỗ nào, lôi điện ở đó lập tức bị kiếm quang nuốt vào. Mặc dù 72 kiếm quang còn cách nam tử xấu xí rất xa, ước chừng vạn dặm, lại bị ngăn cách bởi vô số lôi điện, nhưng kiếm ý mạnh mẽ và ba động pháp tắc vẫn cuồn cuộn như sóng dữ, truyền tới rõ ràng. Chương 1191, luyện kiếm. Lôi điện pháp tắc thật mạnh, tối thiểu cũng là lục phẩm, không, ngũ phẩm tiên khí. Chẳng lẽ là vì tiền bối đại la cảnh nào tế luyện tiên khí trong ngũ quang lôi vực? Nam tử xấu xí mặc giáp đen và nữ tử váy hồng thấy cảnh này, chấn động nói. Những con lôi xà kia dường như cũng bị uy năng to lớn của kiếm quang tỏa ra từ 72 chuôi kiếm làm cho khiếp sợ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trung tâm lôi vực. Tiền bối, cứu mạng, nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng liếc nhau, dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại nhìn về phía đó kêu lên. Bọn lôi xà bị âm thanh của hai người làm cho bừng tỉnh, lập tức tiếp tục giống giận, ra sức dẫy dụa. Đùng đùng, Toàn bộ tia sáng màu bạc quấn quanh người chúng bị kéo đứt, bọn lôi xà dẫy rụa thoát ra, đánh về phía nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng. Hai người thấy cảnh này, mặt lộ vẻ sâu thảm, nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào thời khắc này, ở chỗ 72 chuôi kiếm quang lóe lên một đạo kim quang, phóng lên tận trời, phốc một tiếng tỏa ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng thật lớn. 72 đạo kiếm quang lập tức bắn ra, lóe lên dung nhập vào ngọc bàn. Âm âm một tiếng vang thật lớn, vòng tròn màu vàng biến mất, hóa thành một đám kim sắc lôi vân lớn hơn một nghìn dặm vô số đạo kim sắc lôi điện ở trong lôi vân tán loạn ô ô ô tiếng khóc thét như quỷ thần từ trong kim sắc lôi vân truyền ra không gian xung quanh cũng phát ra tiếng chu sởn cả gai ốc những vết sách không gian xuất hiện trên bầu trời bên trong bắn ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim khiến người khác chỉ nhìn qua thôi cũng đã kinh hồn bạt phía trong kim sắc lôi vân truyền ra lực cắn nuốt vô cùng lớn khuếch tán ra bốn phía những nơi nó đi qua hư không đều chấn động mọi thứ trong vòng bán kính mấy vạn dặm đều bay về phía kim sắc lôi vân nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng còn cả bọn lôi xà cũng đều bị ảnh hưởng không hề có lực chống cự toàn bộ lóe lên chui vào trong kim vân nam tử xấu xí giáp đen và nữ tử váy hồng cảm thấy hoa mắt cảnh sắc xung quanh biến đổi lớn sau đó liền xuất hiện trong một không gian màu vàng kim vùng không gian màu vàng kim này thật hỗn loạn giống như thời kỳ trời đất còn chưa tách rời hơn nữa còn vô biên vô hạn căn bản không nhìn thấy biên giới mà bên trong không gian màu vàng kim, thình lình bị mấy đạo kim sắc lôi điện thô to chiếm cứ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chuyển động hỗn loạn, mơ hồ hình thành một tòa lôi đình đại trận, còn có một con lôi đình thần linh thoát ẩn thoát hiện trong đó. Một cỗ uy áp đáng sợ xen lẫn lôi điện pháp tắc ba động cuồn cuộn từ không trung lộ ra, ép xuống. Tia sáng màu bạc quấn quanh nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng tại lúc vừa bị hút vào lôi vân đã vỡ vụn hoàn toàn, bọn họ khôi phục thân thể tự do nhưng bị uy áp của lôi điện trong không trung ảnh hưởng, toàn thân hai người giống như bị một ngọn núi khổng lồ đè ép, không thể cử động được. Bọn lôi xà ở gần hai người, chúng cũng như hai người đều không thể nhúc nhích mảy may. Bất quá linh trí những con lôi xà này không cao, bị áp lực đè nén, liền muốn phản kích, nhao nhao há miệng phun ra từng đạo tử sắc lôi điện vừa thô vừa to, đánh về phía kim sắc lôi điện trong không trung, nhưng giống như châu đất xuống biển, không có một chút hiệu quả nào. Mà kim sắc lôi điện trong không trung chấp động một chút, hơn 10 đạo kim sắc lôi điện đánh xuống, tốc độ so với tử sắc lôi điện nhanh gấp mấy lần, lóe lên đánh vào trên đầu những con lôi xà kia. Hơn 10 cái đầu xà phịch một tiếng, giống như trứng gà nổ bể ra. Từng đạo kim sắc hồ quang điện lan ra toàn thân lôi xà, thân thể chúng lập tức nứt toác ra từng khúc, hóa thành từng mảnh lôi quang thật nhỏ, bị hút vào bên trong kim sắc lôi vân. Nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới khôi phục lại. Đây chính là một trong 36 loại Thiên Lôi Độ Thiên Thần Lôi. Nghe đồn đây là loại lôi điện có lực phá hoại mạnh nhất trong 36 loại thiên lôi, đủ để hủy diệt mọi thứ. Không biết là vị tiền bối nào thi triển tuyệt thế thần thông này. Nam tử giáp đen xấu xí đảo mắt qua khắp nơi, hoảng sợ nói ra. Nam tử giáp đen xấu xí cũng tu luyện lôi điện pháp tắc, xuất thân từ môn phái lớn, ánh mắt bất phàm, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thông không gian lôi điện này. Nhìn uy năng của không gian lôi điện vài loại thần thông trấn phái ở trong tông môn cũng không thể sánh bằng. Nữ tử váy hồng nghe nói vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía xung quanh. Vào thời khắc này, phía trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhẹ. Bên trong kim sắc lôi điện hiện ra một tòa kim sắc thiên môn hùng vĩ, phía trên khắc từng đạo kim sắc lôi điện phù văn, làm cho người ta có loại cảm giác cực kỳ tang thương cổ xưa. Uy uinh rầm rầm, một cỗ uy áp làm người ta hít thở không thông từ kim sắc thiên môn ép xuống so với uy áp của kim sắc lôi điện trong không trung cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng ngự lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên trắng bệch xương cốt toàn thân rung động dường như cũng bị cỗ uy áp đáng sợ này ép phụn. lòng hai người đắng chát vốn tưởng rằng gặp được cứu tinh giờ phút này xem ra là gặp sát tinh thì đúng hơn vào thời khắc này giữa không trung xuất hiện thân ảnh màu xanh của một nam tử tay hắn bấm niệm pháp quyết kim sắc thiên môn lóe lên nhanh chóng biến mất, kim sắc không gian phụ cận cũng nhoáng lên, tiếp đó liền tiêu biến, ba người xuất hiện ở bên trong ngũ quang lôi vực. Áp lực trên thân nam tử giáp đen xấu xí và nữ tử váy hồng biến mất, sắc mặt lập tức buông lỏng, miệng lớn thở dốc. Tay nam tử áo xanh lại vung lên, kim sắc lôi vân trên không trung cũng nhanh chóng phiêu tán, hóa thành 72 chuôi kim sắc phi kiếm và một cái ngọc bàn hình bát giác, bay múa xung quanh thân thể hắn. Nam tử áo xanh nhìn ngọc bàn và phi kiếm xung quanh người, khóe miệng khẽ mỉm cười, vung tay áo lên. Một luồng sáng màu lục từ trong tay áo hắn bắn ra, quấn lấy toàn bộ phi kiếm và ngọc bàn, thu vào bên trong, sau đó thân hình nhoáng lên xuất hiện trước mặt hai người. Hai người các ngươi là tu sĩ đại kim nguyên tiên vực phải không? Nam tử áo xanh hỏi, vâng, vãn bối là triệu tam lôi, đệ tử thần tiêu tông, vị diệu tiên tử này là một tán tu kim tiên, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Nam tử giáp đen xấu xí cảm ứng khí tức trên thân Hàn Lập sâu không lường được, mặt lộ vẻ cung kính, chắp tay hỏi. Nữ tử váy hồng cũng thi lễ với Hàn Lập, thần sắc vô cùng cung kính. "Ta họ Thạch, còn tên thì các ngươi không cần biết, hai người các ngươi có bản đồ Đại Kim Nguyên Tiên vực không?" Ánh mắt nam tử áo xanh lóe lên nói. Nam tử áo xanh này chính là Hàn Lập, hắn xuất phát từ Bát Hoang Sơn, sau khi lấy được một chút manh mối, trải qua hơn 20 năm đã đi tới Ngũ Quang Lôi vực này. Hơn 20 năm qua, Hàn Lập ở trong không gian hoa chi tìm hiểu thông thiên kiếm trận, tìm hiểu kiếm trận này càng kỹ, bố trí kiếm trận càng thuần thục, không còn luống cuống tay chân như lúc mới bắt đầu tìm hiểu nữa. Thông thiên kiếm trận này uy lực vô cùng lớn, chỉ là thanh trúc phong vân kiếm của hắn thua kém không ít, không xứng đôi chút nào. Gặp được ngũ quang lôi vực, hắn tự nhiên cực kỳ mừng rỡ, lập tức tiến vào sâu bên trong lôi vực, nhờ lôi điện chi lực tại đây rèn luyện phi kiếm. Hắn dựa vào ngũ lôi chính pháp chân kinh, phối hợp với lực lượng của Huyền Thiên Hồ Lô, tế luyện lại 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm một lần nữa. Sau khi tế luyện lại, lôi điện pháp tác trong thanh trúc phong vân kiếm tăng nhiều, đã tới cấp bậc ngũ phẩm tiên khí, tính chất cũng xảy ra biến hóa, ngoài ý muốn tiến hóa thành một trong 36 loại thiên lôi đô thiên thần lôi. Có, triệu tam lôi vội vàng lấy ra một khối ngọc giản bản đồ, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua, âm thầm gật đầu. Bản đồ trong khối ngọc giản này rất chi tiết, cử nguyên quan, bách tạo sơn đều được đánh dấu rõ ràng đủ cho hắn sử dụng. Tiền bối hình như đang đi tới đại kim nguyên tiên vực. Vãn bối quanh năm ở tại đại kim nguyên tiên vực, am hiểu nhiều nơi, có thể dẫn đường cho ngài. Triệu tam lôi hy vọng nói ra, dẫn đường thì không cần, chỉ cần bản đồ này là đủ rồi, bên trong ngũ quang lôi vực có chút nguy hiểm, tu vi của các ngươi không mạnh, tốt hơn hết là nhanh chóng rời đi. Hàn lập lạnh nhạt nói ra, triệu tam lôi nghe vậy, mặt lộ ra vẻ thất vọng. Gã lấy lý do dẫn đường cho Hàn lập là giả, đưa về thần tiêu tông mới là thật. Thần tiêu tông chuyên tu luyện lôi điện pháp tắc, nếu có thể đem vị tiền bối này về tông môn, chính là công lao to lớn, đáng tiếc không như mong đợi, lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị đối phương cự tuyệt. Tiền bối dậy trí phải, là do vãn bối lỗ máng, hai người tại hạ lập tức rời đi, xin cáo từ. Tiền bối nếu có chuyện cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thần tiêu tông tìm tại hạ. Triệu tam lôi thi lễ với hàn lập, sau đó cùng nữ tử váy hồng nhanh chóng rời đi, bay về phía bên ngoài ngũ quang lôi vực. Nhưng vào lúc này, cảnh sát trước mặt hai người nhanh chóng biến ảo, ánh mắt trở nên mờ mịt, đứng ngây người tại chỗ. Hàn lập thu tay về, hai tay điểm vào nghi tâm của hai người, trên đầu ngón tay ánh sáng chấp động liên tục. Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ buông lỏng, Hàn lập vừa mới dùng bí thuật dò xét trí nhớ của hai người, cảm giác hai người không nhận ra thân phận của hắn, cũng không có ý định đi báo cho thiên đình. Giờ phút này tuy hắn đã biến ảo dung mạo, nhưng thanh trúc phong vân kiếm đã bại lộ, nghĩ tới lệnh truy nã hắn, vẫn có khả năng suy ra thân phận của hắn từ thanh trúc phong vân kiếm. Hiện tại đã đến đại kim nguyên tiên vực, không thể khinh suất được. Trên ngón tay hàn lập, lại hiện ra từng đạo ánh sáng, rót vào mi tâm của hai người, đồng thời nói lẩm bẩm Gần nửa canh giờ sau, hai người triệu tam lôi bay ra khỏi ngũ quang lôi vực. Triệu đạo hiếu, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về kim yến thành, nữ tử váy hồng hỏi. Không sai, Tên Tôn Trọng Sơn khốn nạn kia không ngờ dám hại chúng ta, may là có lôi bạo đột nhiên xuất hiện khiến cho những con lôi thú kia sợ hãi chạy mất, nếu không bây giờ chúng ta đã vẫn lạc, việc này quyết không thể để yên như vậy được." Triệu Tam Lôi hừ lạnh nói ra, "Việc này quả thực phải đòi lại công đạo mới được." Trên mặt nữ tử váy hồng cũng hiện vẻ phẫn nộ, gật gật đầu nói. Hai người lập tức hóa thành hai đạo độn quang một tím một hồng bay về phía Đại Kim Nguyên Tiên vực. Đợi hai người đi xa, Hàn Lập mới bay ra từ trong lôi vực nhìn về hướng hai người vừa rời đi. Hắn vừa mới thi pháp sửa đổi trí nhớ của hai người, xóa đoạn ký ức gặp mình đi, đổi thành gặp lôi bạo phát sinh, làm cho hơn 10 con lôi xà sợ hãi bỏ chạy, hai người mới may mắn giữ được mạng nhỏ. Tuy rằng trực tiếp giết bọn họ càng thêm thuận tiện, bất quá hắn cũng không phải người thích giết chóc, chẳng muốn vì chuyện nhỏ này mà tàn sát người vô tội, thả tốn thêm một chút công sức cũng được. Huống hồ, sau này tiến giai đại la cảnh, còn phải trải qua kiếp nạn chém tam thi, tùy ý làm bậy mặc dù có thể tiết kiệm thời gian, nhưng sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của mình. chương 1192, không nắm chắc. Hàn Lập cũng không tiếp tục chờ ở đây lâu, hắn quay đầu nhìn lại, lôi vực vẫn sấm vang chấp giật, rồi hắn xoay người bay đi một hướng khác. Đúng lúc này, đuôi lông mày hắn khẽ động, hắn dừng độn quang lại, hai tay bấm quyết, ánh sáng đỏ chấp sáng trên khuôn mặt hắn, mặt nạ luân hồi điện hiện ra. Sau đó, hư không phía trước mặt hắn cũng xuất hiện một màn sáng hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt lộ vẻ vui mừng nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật thời gian pháp tắc mà hắn ban bố đã có hồi đáp hàn lập vội bấm pháp quyết mở nhiệm vụ nhưng hắn đột nhiên ngẩn người ra ánh sáng đỏ quay cuồng trong không trung một bóng dáng yểu điệu hiện lên khuôn mặt đó đeo một tấm mặt nạ màu đỏ vô cùng quen thuộc là giao tam hàn lập nháy mắt hỏi giao tam đạo hiếu là ngươi sao trong tay ngươi có tài liệu chứa lực lượng thời gian pháp tắc hả Giao Tam hình như không thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt Hàn Lập, lật tay lấy ra một thanh gỗ của màu xanh dài nửa xích, nhẹ giọng cười đáp Hàn Đạo Hiếu, lâu rồi không gặp. Ta đã nhận nhiệm vụ của ngươi, đương nhiên sẽ không đùa giỡn. Hàn Lập hít sâu một hơi nói, đa tạ Giao Tam Đạo Hiếu, tài liệu này đúng là thứ ta cần, không biết Giao Tam Đạo Hiếu muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch. Vật giao tam cầm trong tay không ngờ lại giống như đúc với thứ di la lão tổ định tặng hắn lúc trước, rõ ràng là cùng một loại vật liệu trong năm loại đồ vật thời gian pháp tắc của hắn thì chỉ còn đông ất thần mộc là thiếu sợi tơ pháp tắc thanh gỗ màu xanh của giao tam hoàn toàn phù hợp tim hàn lập đập thình thịch đồng thời cũng thầm cảm thấy kỳ quái nhiệm vụ hắn treo thưởng chỉ nói mơ hồ cần vật chứa thời gian pháp tắc không chỉ định loại nào vậy mà giao tam lấy ra một cái liền đúng ngay loại hắn cần tuy nhiên hắn cũng không lo được những việc lặt vặt này giao tam bấm niệm pháp quyết một chút từ tốn nói lần trước ở thái tuế tiên phủ hàn đạo hữu ra tay tương trợ tiểu nữ còn chưa tạ ơn cần gì tiếc nuối một chút tài liệu chứ hàn đạo hữu cần cứ nhận lấy là được trong pháp trận truyền vật trên giới diện giao dịch của hàn lập ánh sáng xanh lục lóe lên đoạn gỗ cũ kia lăng không hiện ra hắn nhìn mảnh gỗ cũ vẻ mặt hơi sửng sốt không lập tức đưa tay nhận hàn lập lắc đầu nói việc trong thái tuế tiên phủ chúng ta đã kết thúc rõ ràng ở đó trọng bảo như thế này hàn mỗ sao có thể lấy không vẫn xin giao tam đạo hữu cho cái giá hoặc lấy vật đổi vật cũng được giao tam cười đáp nếu hàn đạo hữu nói thế vậy ta ra điều kiện này chờ sau khi bắt đầu nhiệm vụ cửu nguyên quan hàn đạo hữu làm một chuyện cho ta coi như đền bù tài liệu này được không hàn lập hơi giật mình im lặng một chút rồi chắp tay hỏi không biết là sự tình gì xin giao tam đạo hữu nói rõ giao tam lại lắc đầu trả lời hàn đạo hữu không cần lo lắng cũng không phải việc khó khăn gì sẽ không để đạo hữu rơi vào nguy hiểm nhưng bây giờ chưa tiện nói với ngươi hàn lập suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng hắn thu đoạn gỗ cũ kia vào xong liền hỏi lại như vậy cũng được đúng rồi nhiệm vụ luân hồi điện nhằm vào cửu nguyên quan khi nào tiến hành giao tam nói việc này có chút khó khăn sợ phải trì hoãn một thời gian mới có thể tiến hành nhưng sẽ không quá lâu trễ nhất khoảng trăm năm nghe những lời này trong lòng hàn lập thoáng buông lỏng trong vòng trăm năm tiểu bạch vẫn kịp trở lại ánh mắt giao tam lộ vẻ ngưng trọng dặn dò hắn, hàn đạo hiếu, ta không biết ngươi đang ở nơi nào. Tuy nhiên, tình hình đại kim nguyên tiên vực liên tục rối ren. Bây giờ, tốt nhất ngươi hãy tiếp tục chờ đợi, khi nào đến thời cơ thích hợp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hàn lập nghe vậy không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rảnh rỗi hàn huyên mấy câu rồi ngắt truyền tin. Hàn lập lấy đoạn gỗ cũ kia ra xem, ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui mừng. Có thứ này, năm lực lượng thời gian pháp tác trong cơ thể hắn có thể cân bằng khả năng tiến giai đại la cảnh hẳn 10 phần chắc chín. Chỉ là, lần bế quan này động tính khá lớn, phải tìm một chỗ ổn thỏa mới có thể đột phá. Hàn lập cất kỹ đoạn gỗ cũ, hắn hơi trầm ngâm rồi quay người bay vào sâu trong man hoang giới vực. Mặc dù man hoang giới vực có rất nhiều hung thú, nhưng so với đại kim nguyên tiên vực lại an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, sao Tam cũng vừa nhắc hắn không nên đi vào tiên vực. Hàn lập mới vừa từ bát hoang sơn đi ra hắn rất quen thuộc tình hình man hoang giới vực nên nhanh chóng tìm được một chỗ an toàn nơi này là một dãy núi chập trùng bởi nguồn nước ở đây rất nhiều kết hợp thêm một địa hỏa ẩn sâu trong lòng đất khiến cho dãy núi tràn ngập sương mù dày đặc từ trên cao bay qua rất khó phát hiện tình hình bên dưới hàn lập dò xét cẩn thận xung quanh dãy núi hắn không phát hiện điều gì bất thường liền mở một động phủ tạm thời dưới chân núi đồng thời bày ra nhiều tầng cấm chế khác nhau những việc này hắn đã rất quen thuộc không đến nửa ngày đã hoàn thành Hàn Lập mở ra không gian hoa chi, tiến vào bên trong. Vì tiên nguyên thạch trên người hắn và thời gian pháp tác trong tuế nguyệt thần đăng đều có hạn, hiện tại, không gian bên trong cũng không duy trì tranh lệch thời gian. Tiểu Bạch nhìn thấy Hàn Lập tiến vào lập tức ra đón, chủ nhân, bộ phi kiếm bằng che kia tế luyện thế nào rồi? Hàn Lập nói, coi như thuận lợi, Tiểu Bạch nghe vậy lập tức vui mừng, tuyệt vời. Thực lực chủ nhân lại tăng nhanh, chi bằng rèn sắt ngay khi còn nóng, chúng ta lập tức bay đến đại kim nguyên tiên vực tìm lão đại hàn lập lắc đầu đáp bây giờ chưa được dựa vào tu vi của ta bây giờ cho dù có thêm ngươi vẫn không nắm chắc quá nhiều thế nhưng ta mới có được một bảo vật thứ này giúp ích cho tu vi ta không ít nên ta dự định bế quan một đoạn thời gian thử đột phá đại la cảnh tiểu bạch mừng rỡ dù vẫn có chút lo lắng đột phá đại la cảnh chủ nhân tu luyện thời gian pháp tắc nếu như có thể đột phá đại la tất nhiên thực lực có thể tăng đột biến chúng ta nhất định có thể cứu lão đại rồi nhưng mà Tiến giai đại la cần không ít thời gian, liệu có chậm chế việc cứu lão đại không? Vương thượng chỉ cho ta thời gian 200 năm, Hàn Lập trầm ngâm, dù ta đã tới đại la cảnh, nhưng vẫn không nắm chắc 10 phần, còn phải kết hợp thiên thời địa lợi nữa. Tóm lại ta tự có chừng mực, Tiểu Bạch nghe câu này, há to miệng, vẫn muốn nói thêm nữa. Hàn Lập lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một quả cầu lửa màu trắng ở một bên không gian hoa chi. Hắn không nói hai lời, tay đưa lên, bấm niệm pháp quyết một vệt sáng vàng óng bắn ra lóe lên rồi biến mất bên trong cầu lửa quả cầu lửa lộn hai vòng rồi thu liễm biến mất bóng dáng tinh viêm đồng tử hiện ra bay vụt đến cạnh hàn lập nói bi bô những năm này khổ tu hỏa chi bản nguyên pháp tác trong cơ thể tinh viêm đồng tử lớn mạnh hơn không ít hàn lập nói với cả hai tiểu bạch đồng nhi sau đây ta sẽ thử đột phá đại la cảnh mặc dù bên ngoài đã bày ra cấm chế phòng ngự nhưng nếu như cường địch tới như thế vẫn không an toàn phiền hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi một chút. Tiểu Bạch vỗ ngực, chủ nhân yên tâm, giao hết cho ta. Tinh viêm đồng tử cũng liên tục kêu la, tỏ vẻ bảo đảm, sau đó bay ra ngoài. Hàn lập tươi cười, sau đó, hắn thi pháp khởi động quang âm thiên tuyển đại trận, thúc giục quân thiên nhật quỹ. Tốc độ thời gian trôi trong không gian hoa chi lập tức phát sinh thay đổi. Lần này tiến giai đại la, hắn không biết cần bao nhiêu thời gian nên vì lý do an toàn, hắn bắt đầu khởi động không gian tranh lệch thời gian. Làm xong những việc này, Hàn Lập bay vào trong lầu các. Hắn ngồi xuống, lật tay lấy đoạn gỗ cũng màu xanh kia ra. Đại ngũ hành huyến thế quyết được thi triển, vòng tròn màu vàng được tạo ra bao phủ lại thanh gỗ xanh kia. Rắc rắc một tiếng, đoạn gỗ này lập tức bị xoắn nát, vô số điểm sáng vàng óng từ đó bay ra, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng. Sau đó, chúng chuyển hóa thành từng sợi tơ thời gian pháp tắc. Khoảng 50 mấy sợi quấn quanh đông ất thần mộc. Mặc dù sợi tơ thời gian pháp tắc trên đoạn thời lưu hỏa vẫn nhiều hơn một chút, nhưng về cơ bản, năm đồ vật biến hóa từ thời gian pháp tắc đã cân bằng. Năm vật kia lập tức sáng lên, vây quanh Hàn Lập, nhanh chóng xoay tròn. Trong lòng Hàn Lập chấn động, những điều ngộ ra hiện lên trong đầu. Bình cảnh đại la đang khiến hắn kẹt lại bỗng buông lỏng ra. Bản thân hắn mừng thầm, xúc động nhớ lại Di La lão tổ, quả nhiên như lời sư tôn nói, cân bằng đại ngũ hành huyễn thế quyết mới là trọng yếu nhất. Sau đó, Hàn Lập lấy ra rất nhiều đồ vật chuẩn bị cho đột phá đại la cảnh, nhất là huyền chân đan kia. Lần trước thử đột phá đại la, hắn không tới bước cuối cùng liền dừng lại, không dùng tới đan này. Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa nửa ngày, đến khi tâm cảnh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển đại ngũ hành Nguyễn thế quyết. Thân người hắn tỏa ra kim quang lóa mắt, bao phủ toàn bộ cơ thể. Ầm ầm, một lực lượng thời gian pháp tác vô cùng to lớn quay cuồng trong lầu các. Tòa lầu các rung lên ù ù, thiên địa nguyên khí xung quanh cũng chấn động theo, chậm rãi hội tụ về phía Hàn Lập. Bắc Hàn Tiên Vực, bên ngoài một vùng biển cổ vân đại lục, từ xưa nơi đây được gọi là Đông Lưu Hải Vực. Vùng hải vực này quanh năm đóng băng cực hàn, nhưng lại có một vùng hải vực xanh đậm không giống bình thường, không bị đông kết. Bên trong hải vực này có một rãnh biển đen kịt, sâu vạn trượng nối thẳng đáy biển. Ở nơi đó có một bia đá xám trắng nhìn không đáng chú ý. Đó chính là lối vào bí cảnh, một động thiên của trúc long đạo huy hoàng năm xưa được gọi là phù sơn bí cảnh. Bí cảnh này trồng rất nhiều linh dược, đây vốn là một trong những nơi trọng yếu sản sinh tài nguyên cho trúc long đạo. Năm xưa, Hàn Lập từng phụng mệnh trấn giữ ở đây. Chỉ là, theo sự suy sụp của trúc long đạo, tòa động thiên bí cảnh này cũng bị Bắc Hàn Tiên cung chiếm lấy, trở thành tài sản riêng của tiên cung. Trong bí cảnh, giữa quảng trường bằng đá trắng trên một ngọn núi cao xanh biếc, một nam tử trung niên mặc trường bào xám trắng, mặt mũi đầy râu ria tay cầm một bầu rượu bằng ngọc trắng, đang loạn loạn đi dọc theo lan can quảng trường. Y say lờ đờ, mắt nhắm mắt mở, trong mắt y hiện ra những tơ máu, thân sắc tiêu điều, y nhìn về những ngọn núi cô độc lơ lửng trong hư không. Trên đó, những thảm thực vật mọc rậm rạp, những cây dây leo màu xanh leo ngược lên ở khắp nơi. Y nhếch miệng lên cười mỉa mai, y vốn là một trong 36 vị phó đạo chủ của Trúc Long Đạo, có thể coi là quyền thế hiển hách. Chỉ vì chậm chân, y không đi theo những kẻ phản loạn kia ngay lúc đó để rồi sau đó y dần dần không còn là hạch tâm của tông môn nữa. Qua gần trăm năm, y bị đưa đến nơi đây, phụ trách quản lý chỗ bí cảnh Phù Sơn này. So với phong quang vô hạn năm xưa, tinh thần y lúc này dĩ nhiên cực kỳ xa sút chương 1193, hỗn loạn dần nổi lên. Ta tự điên, ta tự cười, bọn phản nghịch các ngươi làm sao được tự do thoải mái như ta chứ, ha ha. Vừa nghĩ tới những kẻ phản bội bây giờ cũng chỉ làm nô dịch cho Tiên cung sai bảo, nam tử áo xám liền cảm thấy khuây khỏa, sau khi uống ực một ngớp rượu, ngửa mặt lên trời cười nói. Hai tên đệ tử thân tín cùng theo y tới nơi này nhìn nhau, bí mật truyền âm nói. Sư phụ lại nổi điên rồi, đừng để người khác nghe chứ, lại liên lụy đến ta và ngươi. Lúc trước dựa vào giao tình của tổ tiên, mới được làm đệ tử thân truyền của người, không ngờ bây giờ lại bị người liên lụy, bị nhốt ở địa phương hoang vu này, khi nào mới được nổi danh đây? tên kia cũng phụ họa theo hai người vừa dứt lời cũng chẳng thèm nhìn tới người sư phụ đang chán nản của mình dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới chỉ thấy toàn bộ vực sâu đều ngập tràn một mảng sương mù tối tăm mù mịt một vài đỉnh núi cao cũng dần chìm vào bên trong màn sương lúc ẩn lúc hiện nhưng phong cảnh nơi này dù đẹp tới đâu nhìn nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán o o n g đúng lúc này một tiếng kèn ầm ầm vang lên từ phía dưới vực sâu hai tên đệ tử nhướng mày nhìn về phía nam tử áo xám thấy y không quan tâm chút nào vẫn chỉ uống rượu như lúc trước trong lòng y vẫn tràn đầy tức giận hai người thấy thế chỉ có thể cười khổ một tiếng đành phải nhảy lên lao về phía vực sâu bay chưa được ngàn trượng liền thấy từng bóng mờ điên cuồng bay lên phía trên nhìn kỹ lại thì đó là mấy nghìn tên đệ tử ngoại môn thu thập linh thảo bên trong cốc dường như đang cố gắng hết sức không tốt bạch quỷ bạch quỷ đến từng tiếng kinh hô từ bên dưới chuyển đến trong tiếng hô còn kèm theo từng đợt gào thét thảm thiết. Hai người nghe thấy, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, một người trong đó hét lớn lên, không phải có pháp trận ngăn cản hay sao, sợ cái gì chứ? Ngăn cản? Không, được, Bạch Quỷ Điên, có người hô với thanh âm nứt quáng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói mau. Hai người nắm chặt một tên đệ tử đang hoảng sợ, nghiêm nghị trách mắng. Phía dưới, Bạch Quỷ Điên lao ra phạm vi xương mù không nói, ngay cả pháp trận cũng không sợ ngàn vạn con lao lên phá hủy pháp trận rồi tên đệ tử kia bị quát thoáng ổn định lại tinh thần vội vàng nói hai người sau khi nghe xong còn muốn hỏi thêm một câu thì bỗng nhiên từ sương mù bên dưới chuyển ra thanh âm ù ù một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt bóng mở sông lên trên kết trận kết trận mau kết trận giọng nói một tên run run quát lên nhưng giờ phút này lòng người đã loạn đâu còn ai chịu nghe ai lui thêm bước nữa giết đúng lúc này trên đầu mọi người truyền đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy vị nam tử áo bảo xám đang từ trên trời hạ xuống, lơ lửng trên không phía trên đỉnh đầu của mọi người. Tay áo y hất lên, tiếng sấm nổ mãnh liệt, trực tiếp đánh tan mùi rượu trên thân, toàn bộ người trong chốc lát liền khôi phục khí độ uy nghiêm ngày xưa. Khí tức kim tiên trung kỳ trên thân tỏa ra, trong nháy mắt liền trấn an toàn bộ mọi người trong bí cảnh. Chỉ là bạch quỷ nổi loạn, rất nhiều năm trước đã phát sinh, lúc đó chấn giữ nơi đây là một trưởng lão bình thường còn có thể xử lý bình yên. Bây giờ có bổn tọa, các ngươi rối loạn tinh thần gì chứ? Lập tức kết trận cho ta, nam tử hừ lạnh một tiếng nói, lời y vừa thốt ra có tác dụng trấn an rất lớn, mấy nghìn tên đệ tử đang chạy tán loạn bắt đầu ổn định lại, bắt đầu liên hợp kết thành từng tòa pháp trận khác nhau. Mọi người vừa mới kết trận xong, phía dưới sương mù lập tức có ngàn vạn con bạch quỷ điên lao ra, dựa theo vách núi không ngừng leo lên, liên tục sông lên phía trên. "Giết cho ta." Nam tử áo xám lãnh đạm nói. Y vừa nói xong, bên trong toàn bộ bí cảnh lập tức vang lên từng tiếng oanh minh cực lớn. Chỉ thấy một tòa đại trận trong đó bùng lên ánh lửa lấp lánh, từng tảng thiên thạch hỏa diễm từ trong bắn ra, tạo thành từng vệt lửa chói mắt, rơi về phía vực sâu. Một vài pháp trận lại có những đạo phong sương gào thét thổi ra, hóa thành những cây băng chùy cực lớn, lao thẳng về phía vực sâu. Các loại tiên gia pháp bảo và pháp ấn đủ màu sắc không ngừng bắn ra, tất cả đều đánh về phía vực sâu trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh trở nên hỗn loạn liên tục nổ đùng đùng vô số bạch quỷ bị đánh trúng nhao nhao chết đi rơi xuống vực sâu nhưng những con bạch quỷ hung hãn không sợ chết vẫn chen lấn nhau tiếp tục leo lên trên đường leo lên đỉnh núi trải đầy xác chết không đúng không đúng có chút không đúng nam tử áo xám nhìn một màn trước mặt khẽ cau mày trong lòng hắn khẽ động lập tức dùng thần thức dò xét phía dưới vực sâu ban đầu còn có thể dò xét vài ngàn trượt nhưng khi đi tiếp lại không xuống được thần niệm của y dường như bị cái gì đó ngăn cản không thể xâm nhập sâu hơn nữa thấy càng ngày càng có nhiều bạch quỷ xông lên gần như đuổi kịp những đệ tử này nam tử áo xám vung hai tay lên một vòng tròn màu xanh vô cùng lớn hiện ra sau lưng y điểm một cái về phía trước trong vòng màu xanh phát sáng từng đạo ảo ảnh phi kiếm bắn thẳng về phía dưới rất nhiều bạch quỷ liền nhao nhao ngã vào kiếm ảnh nhưng khi nhìn bạch quỷ phía trước càng ngày càng chết nhiều trong lòng nam tử áo xám càng thấy bất an những con bạch quỷ này đã thoát ra khỏi phạm vi sương mù che phủ, giờ phút này bộ dạng không giống như đang tấn công, ngược lại nhìn như đang bị cái gì đó đuổi giết, trong vực sâu này ngoại trừ bọn chúng, còn cái gì khác nữa đây? Trong lúc nam tử áo xám còn chưa rõ nguyên nhân, dưới vực sâu bỗng nhiên có một khí tức khác thường tràn ra, một mảnh sương mù màu trắng đang lan đến với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Trong sương mù, từng con khỉ màu xanh ra trời khổng lồ liên tiếp nhảy đến, đuổi giết những con bạch quỷ kia sức chiến đấu của lũ bạch quỷ so với những con khỉ màu xanh ra trời khổng lồ này chênh lệch quá xa rất nhanh đã bị tàn sát hơn một nửa những ngọn núi phía dưới cũng rất nhanh bị bọn chúng chiếm lấy từng con một cầm lang nha bổng trong tay mắt hung ác nhìn về phía nhân tộc ở trên sư phụ những thứ này là vật gì hai tên đệ tử trốn về cạnh nam tử áo xám hoảng sợ hỏi nam tử áo xám cũng không nhận ra được nên cũng không mở miệng nói lúc này chỉ thấy từ giữa đám sương mù xám trắng bỗng nhiên sinh ra từng trận gió gào thét, một đạo xương mù hình xoắn ốc bay lên, ba thân ảnh cao lớn từ trong xương mù hiện ra, xông thẳng về phía mọi người. Nam tử áo xám nhìn về phía ba người từ xa, lập tức mất hết can đảm, khí tức trên thân ba người này thật hùng hậu, khiến y hầu như không dám nhìn thẳng chỉ có thể phỏng đoán tu vi của bọn họ, ít nhất cũng phải thái ất hậu kỳ trở lên. Trong ba người này, hai mắt người ở giữa dài nhỏ, màu da trắng bệch, trên mặt không có chút huyết sắc nào, mới nhìn qua cảm giác giống như một thi thể vừa được vớt từ trong nước ra, cực kỳ dọa người. Trong tay gã còn ôm một con dị thú giống như mèo, toàn thân trải đầy lông tơ mềm mại, đôi mắt to vô cùng. Nếu Hàn Lập ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, người này không ai khác chính là người đã cho hắn nếm rất nhiều đau khổ trong hồi giới, Quỷ Mộc. Xem bộ dáng là một chỗ bí cảnh, bất quá thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, không thể nghi ngờ chính là tiên vực. Quỷ Mộc vỗ về con thú nhỏ vân đoàn trong ngực, liếc sơ qua bốn phía nói ra: chỉ là ánh mắt gã nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhưng không để mấy nghìn tên tu sĩ Trúc Long Đạo và Tiên Cung vào trong mắt. Các ngươi là ai? Nam tử áo xám cả gan, hỏi một câu. Quỷ mộc nghe vậy, chỉ liếc nhìn y một cái, sau đó nói với hai người bên cạnh, giết hết. Toàn bộ thần hồn cũng tiêu diệt sạch sẽ, không bỏ sót một mống nào cả, chuẩn bị dẫn thêm tộc nhân tới đây. Gã vừa dứt lời, thân ảnh hai người bên cạnh đã biến mất, những con khỉ da lông màu xanh cũng nhao nhao gào thét tiến lên, lao về phía tu sĩ phía trên. Trong toàn bộ vực sâu, lập tức vang vọng những âm thanh thảm thiết làm người ta run sợ. Tiên vực, chúng ta đã tới. Quỷ mộc nhìn mọi thứ xung quanh, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, khuây khỏa nói. Chu Nguyên tiên vực, chỉ trong thời gian ngắn, một tin tức kinh thiên động địa đã lan truyền khắp tám đại lục của tiên vực. Cung chủ tiên cung của tiên vực này là Đề Hồ chân Nhân, đường đường là tu sĩ Đại La, không biết vì nguyên nhân gì bỗng nhiên lại nổi điên, trong một ngày đã ra tay tàn sát hơn 130 vị tiên quan, ngay cả tiên sứ tỏa trấn trung nguyên tiên vực tu vi sâu không lường được ra tay ngăn cản cũng bị y đánh chết sau đó toàn bộ trung nguyên tiên vực rơi vào cảnh hỗn loạn vị đề hồ chân nhân này bỗng nhiên lại biến mất không rõ tung tích nhưng chỉ ngắn ngủn 7 ngày sau đó tên của y liền xuất hiện trên chu tiên bảng trở thành phạm nhân bị truy nã của thiên đình ban thưởng cực kỳ cao xếp hạng cũng thuộc hàng cao nhất theo sau đó có rất nhiều đồn đại lưu truyền rộng rãi trên các phố của tiên vực có người nói đề hồ chân nhân thực sự không phải bị điên mà y chính là gian tế ẩn nấp trong Chu Nguyên Tiên vực Tiên cung, thân phận thực sự của y là một vị phó điện chủ của Luân hồi điện. Sau khi y hoàn thành nhiệm vụ, đã bỏ chạy quay trở về Luân hồi điện, cho nên Thiên Đình phái mấy vị giám sát tiên sứ chuyên môn truy nã y, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy tung tích. Tấn Nam Tiên vực, một bí cảnh tiên nhân phủ đầy bụi bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đến bốn đại tông môn của tiên vực và tiên cung tranh nhau cướp đoạt. Dưới sự chủ trì của tiên cung, bốn đại tông môn đã thương lượng về việc phân chia tài nguyên. Kết quả sau khi thế lực khắp nơi tiến vào trong bí cảnh, hai trưởng lão dẫn đội cùng với đệ tử hạch tâm của hai đại tông môn lần lượt bị giết, manh mối để lại nhằm về hướng hai đại tông môn khác. Vì vậy bốn đại tông môn bộc phát một trận xung đột báo thù, tất cả đều bị đại thương nguyên khí. Lúc này, tiên cung thấy bốn tông môn báo thù lẫn nhau, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định của tiên vực, muốn ra mặt hòa giải. Nhưng không biết tại sao, bốn đại tông môn bỗng nhiên đồng thời thay đổi mũi nhọn, chĩa thẳng về phía Tấn Nam Tiên cung. Nguyên nhân là trong lúc kịch đấu, bốn đại tông môn dần dần phát hiện được nguyên nhân sâu xa, sự việc bên trong bí cảnh là do tiên cung châm ngòi, cố ý làm cho bọn họ tiêu diệt lẫn nhau. Vì vậy bốn đại tông môn đã liên thủ với nhau, quay đầu đánh lại tấn nam tiên cung, bức cung chủ phải bỏ chay. chương 1194 Tiến Giai Đại La Đại Kim Nguyên Tiên Vực, Cửu Nguyên Quan, một dãy núi chập trùng kéo dài miên man, giống như một con thương long nằm ngang, sóng lưng cao vút những ngọn núi hùng vĩ đứng lặng lẽ, trơ trọi, giữa mấy trăm ngọn núi hình dáng khác nhau, khí thế khác biệt, có một ngọn núi không quá cao nhưng phong cảnh lại vô cùng tú lệ. Nó thấp thoáng trong mây khói, lộ ra những mảng xanh ngắt giống như tỳ bà che mặt, làm cho người ta có vẻ mơ màng. Trên ngọn núi này, trái phải, trước sau đều có một thác nước trắng như tuyết từ giữa trời rủ xuống. Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, như giải ngân hà tuột khỏi mây. Những bọt nước bắn lên như những hạt chân trâu. Trên không trung, ánh nắng chiếu xuống thành ba dải cầu vòng bảy màu lộng lẫy vô cùng trong những dãy núi tiếng vượn kêu liên miên không dứt trên bầu trời thi thoảng tiên hạc bay lượn giữa thinh không không khí hòa hợp với từng tia sáng từng dáng màu tất cả cảnh tượng đều tràn đầy thiên địa nguyên khí vô cùng trên đỉnh núi một bình đài ngắm cảnh hình khuyên nhô ra khỏi núi một đạo sĩ trung niên mặc áo đạo bào màu xanh sẫm đầu đội liên hoa bảo quan đang đứng đó dáng người y thẳng đứng dung nhan bệ vệ khuôn mặt đúng chuẩn chữ quốc. Ngũ quan của y tuy không màu mè nhưng mặt mày lại như tỏa sáng, như ngọc được ánh sáng bao phủ. Nó khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác đây là người trong chốn thần tiên. Giờ phút này, nam tử đang dựa vào lan can nhìn về phía trước. Cảnh tiên gia thịnh vượng không thể làm khuôn mặt y thoải mái. Hai hàng nghi cao lại, hình như có chút lo lắng âm thầm quấn quanh trong lòng. Đúng lúc đó, một lão giả hơn 80 tuổi mặc áo bào xanh từ sau đỉnh núi đi lên quảng trường dáng lão mảnh khảnh, dung mạo gầy gò, dưới hàm để một tròm dâu trắng dài. Nhìn qua, lão cũng có chút thần thái tiên phong đạo cốt. Lão giả đi tới sau lưng nam tử trung niên, kính cẩn thi lễ, đệ tử thanh hư, tham kiến thuần quân sư thúc. Đạo nhân trung niên được gọi là thuần quân sư thúc kia ở trong tiên vực có danh hào là thuần quân chân nhân. Y chính là quan môn đệ tử của vị khai sơn lão tổ cửu nguyên quan, trong tông môn bối phận cực cao, mà trong tiên vực danh khí cũng cực lớn. Quan trọng nhất, bây giờ tu vi y là đại la hậu kỳ tạm thời chấp trưởng cửu nguyên quan giữ vị trí quan chủ thuần quân chân nhân hỏi người đã về chuyện kia điều tra đến đâu rồi lão giả tên thanh hư đáp hồi bẩm sư thúc trường thiên bình đích xác đã tái hiện ở tiên vực trước mắt đang nằm trong tay một người tên là hàn lập hàn lập thuần quân chân nhân nhíu mày hỏi thanh hư nói tiếp qua điều tra thì người này xuất thân ở bắc hàn tiên vực từng lưu lại chúc long đạo trong thời gian rất lâu tuy nhiên hình như hắn là tu sĩ hạ giới phi thăng từ quần thể tiểu nam châu giới thất lạc ô có thể từ giới diện thất lạc phi thăng lên chắc chắn không tầm thường chỗ phi thăng đại tiếp dẫn có ghi chép lại không thuần quân chân nhân hỏi có ghi chép lúc trước tiếp dẫn hắn là một tu sĩ của thạch cơ điện tên là cao thăng tuy nhiên người này hình như muốn lôi kéo hàn lập vào tông môn của mình nên ra sức che giấu tin tức dẫn đến ghi chép cũng không tỉ mỉ càng kỳ lạ hơn người này về sau không tiến vào thạch cơ điện mà mất tích trong quá trình tiến về đó a, à, xảy ra chuyện gì?" Thuần Quân Chân Nhân nghi hoặc nói, "Hiện tại không thể kiểm tra rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ đó về sau, người này biến mất 300 năm. Đến khi lọt vào tầm mắt của Thiên Đình lại là lúc trúc long đạo bị hủy. Về sau, người này đi qua nhiều tiên vực, từng nhiều lần phát sinh xung đột với Thiên Đình, vậy mà đều may mắn trốn thoát. Trong lần gần nhất gây loạn, hắn đánh giết tới tận Tiểu Kim Nguyên Tiên Cung, chém chết cung chủ Đông Phương Bạch. Tu vi hắn thế nào? Bẩm Thái Ất đỉnh phong, chỉ là một tu sĩ Thái Ất, lại có thể một mình đánh tới tiên cung của một vực. Thực lực và sự quyết đoán như vậy, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nếu vậy, xà thiềm cũng là chết trên tay hắn đúng không? Lúc trước, Lam Nhan Sư Điệt trở về đã báo cáo qua, xà thiềm quả thật chết trên tay hắn. Về sau, diệu pháp sư muội tự mình xuất thủ, nhưng lại bị xích mộng quấy rối. Kết quả để hắn chạy thoát, kể từ đó, người này mất tích, tạm thời không biết đang ở phương nào việc này liên quan đến trưởng thiên bình, người cần phải để tâm. Một khi tìm được, nó có ý nghĩa rất lớn đối với cửu nguyên quan chúng ta, không thể so sánh với những việc tầm thường khác. Hiện tại, diệu pháp sư muội ra ngoài truy tìm hắn chưa trở về. Toàn bộ một phần ba ảnh vệ của cửu nguyên quan đều được giao làm chuyện này. Một khi người này lộ tung tích, nhất định không thoát khỏi tầm mắt chúng ta. Thuần quân chân nhân thở dài một tiếng, bây giờ, tiên giới đang dần có hiện tượng loạn, mấy tiên vực chúng ta quản lý gần đây đều không yên bình tiên vực thiên tinh và đồng chu là ẩm ý nhất, hai vị sư huynh thân là phó quan chủ cũng phải đến xử trí. Tứ đại thánh sứ thì diệu pháp không có ở đây, chỉ có ba người các ngươi còn trong quan. Tám đại tôn giả cũng có một nửa đang ở tiên vực khác. Người nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, phòng ngừa tiên vực sinh loạn, hơn nữa, không được quấy dày mấy vị lão tổ bế quan. Trưởng môn sư thúc yên tâm, kim nguyên tiên vực chúng ta luôn luôn chấn thủ nghiêm mật, vững như thành đồng, tặc nhân nào dám xâm phạm. Đúng rồi, về kim đồng tử kia thế nào rồi. Nghĩ tới kim đồng, thanh hư bất giác lộ ý vui cười, lúc đầu tinh lực nó rồi rào, còn làm ẩm ý. Bây giờ thì đàng hoàng hơn rồi, nó ở trong quan vui chơi giải trí, ngoại trừ không thể tùy ý đi ra bên ngoài, nhiễm nhiên nó đã xem mình như người trong quan rồi. Lần trước, sư phụ lão nhân gia từng dùng bí pháp dò xét qua, nguồn gốc nó rất sâu xa, xem ra có chút coi trọng nó. Cho nên, phòng trường hợp lão tổ không mang nó đi làm lễ vật dâng lên bồ đề thịnh yến, người tự tay an bài thêm mấy món làm lễ vật dự bị. Vâng, Thanh Hư chắp tay tuân mệnh, man hoang giới vực, trên không trung của một vùng núi sương mù lượn lờ dày đặc, từng luồng sấm sét năm màu đánh ra không ngừng, thiên địa chớp giật liên tục. Biển mây vạn dặm trên trời cao bị một lực lượng vô cùng mạnh mẽ quấy nhiễu. Những cột vòi rồng từ mây mù trên cao cuốn xuống, tương liên với sương mù trong núi, trực tiếp tràn lên phía trên một ngọn núi. Dưới ngọn núi, trong một tòa động phủ mới mở không bao lâu có một tiểu đồng thanh tú, môi hồng răng trắng, giữa lông mày có một phù văn màu vàng dựng thẳng, và một con chim lửa màu bạc đều đang khiếp sợ không thôi. Cả hai nhìn thiên địa nguyên khí có chút hỗn loạn, lại hùng hậu vô cùng. Tất cả từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, tràn vào trong một quang môn màu bạc ngay trước người cả hai. Tiểu đồng áo trắng này dĩ nhiên chính là tì hưu tiểu bạch, còn con chim lửa màu bạc kia là tinh viêm hỏa điểu. Tiểu bạch cực kỳ kinh ngạc, nó nhìn hỏa điểu đây là. Hỏa điểu kia không nói, lại trực tiếp biến hóa thành bộ dáng bé gái có ngọn lửa bạc, nhìn tiểu đồng áo trắng gật đầu. Khuôn mặt tiểu bạch lập tức tỏ vẻ tươi cười rạng rỡ vỗ tay nói, lúc này mới chỉ qua 20 năm, vậy mà sắp đột phá đại la cảnh, thật quá lợi hại. Thiên địa nguyên khí lao đến quá mãnh liệt, khi đi qua quang môn màu bạc giống như dao long quá cảnh, gây ra những tiếng long ngâm cực lớn. Theo từng đợt chấn động, hai người tiểu bạch liên tục phải lùi lại. Cùng lúc đó, phong vân trong không gian hoa chi nổi lên thiên địa nguyên khí cuồng bạo tràn vào động thiên nhỏ bé không khác gì một cơn bão bất ngờ nhưng cũng là một lần khảo nghiệm không gian trong rừng trúc run rẩy ào ào những cây linh trúc tỏa ra hào quang điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí đang tràn ngập chúng không ngừng thông qua bộ dễ phân tán nguyên khí đi khắp nơi trong không gian hoa chi tòa lầu trúc mới xây cũng ngập tràn ánh sáng xanh nó như một sinh vật sống sinh trưởng cao lên ba thước trong vườn linh dược các loại linh dược như đang nắng hạn gặp mưa một ít linh dược đã lâu không nảy mầm đã phá đất chui lên, một vài linh hoa chưa nở giờ đã bung lộ ra những cánh hoa, rất nhiều linh quả bắt đầu chín mùi. Ngay cả lưỡng sinh thụ luôn luôn sinh trưởng chậm chạp lúc này cũng cao lên một chút, gần như thành thục. Trong ao nước có trồng sen vàng phía trước lầu trúc lại càng sôi nổi. Mặt ao nhấp nhô dữ dội, tỏa ra những bong bóng to lớn, bốc hơi lên tạo thành một vùng sương mù mờ mịt. Giữa sương mù, từng đóa sen vàng đua nhau nở rộ, chỉ trong chớp mắt đã nở ra 7749 đóa, chiếu rọi khắp hồ nước. Không gian hoa chi xảy ra rất nhiều biến hóa nhưng chỉ nhận thiên địa nguyên khí phân tán khắp nơi. Nơi phần lớn thiên địa nguyên khí thực thụ tràn vào chính là tòa lầu trúc đang lung lay kia. Chỉ là, dù thế nào đi nữa, nó cũng không sụp đổ. Toàn bộ lầu trúc có ánh sáng lấp lánh lượn lờ, hơn nữa, còn có sương mù dưới hồ nước phụ trợ nên vẻ ngoài nó giống như một thắng cảnh tiên gia. Bên trong lầu trúc, Hàn Lập nhắm mắt ngồi xếp bằng, Cả người hắn được bao phủ bởi hào quang ngũ sắc, toàn thân hắn như ngọc, từng sợi gân mạch màu vàng trong cơ thể đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thức Hải thần hồn cũng có kim quang ngưng tụ lại, tiểu nhân nguyên anh thì khoanh chân ngồi trong đan điền, tất cả cơ thể hắn đều được bao phủ bởi một tầng ba động thời gian pháp tắc. Những thiên địa nguyên khí đến từ ngoài lầu kia, cứ như vậy ngưng tụ vào trong cơ thể hắn, biến thành lực lượng của hắn. Đối với không gian bên ngoài của tiểu Bạch, Hàn Lập mới bế quan 20 năm, nhưng trong vùng không gian này dưới sự gia trì của quang âm thiên tuyền đại trận, hắn đã trải qua trọn vẹn 2.000 năm. 2.000 năm này khổ tu không ngừng, rốt cuộc hắn đã đưa tất cả năm vật cụ tượng thời gian pháp tác đạt đến cảnh giới cân bằng hoàn hảo. Phá nhập đại la cảnh, chính là thời khắc này, hàn lập nhắm chặt lông mày rồi bỗng buông lỏng, hai mắt hắn mở ra. Sau một khắc, hai luồng sáng vàng óng như thực bắn ra từ trong mắt hắn. Thiên địa nguyên khí tụ quanh bên ngoài thân mình hắn bất ngờ thu lại, chui vào bên trong cơ thể khí thức toàn thân hắn còn chưa hoàn toàn thu liếm, tiên khiếu trên người đã lóe lên hào quang. Quần áo hắn theo khí thế phóng ra ngoài liên tục sao động, vang lên tiếng phần phật không ngớt. Trong hư không phía trên trúc lâu, sắc trời đột nhiên sáng bừng, một giải sáng mơ hồ như có như không bất chợt hiển hiện ở đó. Hàn lập chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, hắn cảm thấy thức hải trong sáng vô cùng, thiên địa linh lực lưu động giữa bốn bề càng trở lên linh động hơn. Thậm chí, Lúc này trạng thái của mỗi không gian nhỏ li ti bên ngoài trúc lầu đều phảng phất như thu vào trong tầm mắt hắn. Chương 1195, Thiên nhân cảnh. Hàn Lập đi tới bên ngoài lầu, hắn ngửa đầu nhìn giải sáng trong hư không kia. Trên đó, những ánh hào quang hiện lên, điểm lấm tấm, trông giống như có ngàn vạn tinh hà đắm chìm bên trong. Hai mắt hắn nhìn chăm chú giải sáng này, bỗng nhiên, hắn phát hiện ra, những điểm tinh quang trong giải sáng này bắt đầu chuyển động, vẽ ra những vệt giải sáng lấp lánh. Như những cơn mưa sao băng, trong lòng hắn khẽ động, từ đó sinh ra một loại cảm ứng kỳ lạ. Hắn cảm thấy giải sáng này như thể cũng có những rung động của lực lượng thời gian pháp tắc đang bồng bềnh xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn cảnh vật bốn phía, dường như hư không xung quanh cũng đang ngưng động lại, tất cả bị luồng rung động thời gian pháp tắc này bao phủ, rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt. Thấy cảnh tượng kỳ diệu này, tâm niệm của Hàn Lập hơi động. Hai tay hắn bấm pháp quyết công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết trong cơ thể một lần nữa thi triển ra. Năm món cụ tượng thời gian pháp tắc theo đó hiện lên, lơ lửng ngoài hư không. Hai tay hắn dương lên, năm vật kia nhau nhau bay lượn tới giải sáng mờ trên đỉnh đầu. Những sợi tơ thời gian pháp tắc ẩn chứa trong tất cả các đồ vật kia bắt đầu tản ra khắp nơi. Chúng như những sợi bông bay vào giải sáng, rồi dung hợp lại với nhau. Giải sáng trong hư không lập tức sáng rực hào quang vàng óng. Nó hóa thành một mảng sáng vàng óng như cơn mưa ngọt ngào ập xuống, che phủ toàn bộ không gian hoa chi. Toàn bộ không gian đều tràn ngập trong một tầng rung động của thời gian pháp tắc. Hàn lập giật mình, hắn cho rằng tất cả sợi tơ thời gian pháp tắc đều tiêu tán vào vùng hư không này nên vội vàng vung tay lên. Một màn sáng vàng nhạt hình cầu khuếch trương ra, trong nháy mắt hóa thành thời gian linh vực to lớn, bao phủ tất cả không gian hoa chi lại. Hai tay hắn không ngừng vung vẩy trong không trung, ý định của hắn là thông qua linh vực triệu hồi lại sợi tơ thời gian pháp tắc trong hư không một lần nữa, nhưng điều này không mảy may tác dụng. Ngược lại, năm món đồ thời gian pháp tác lại cảm ứng được linh vực xuất hiện ngay lúc đó. Từng đoàn đạo văn trong suốt trên đó dục dịch bay ra, bắt đầu dung hợp với hư không linh vực xung quanh. Trong linh vực, từng đợt chấn động mãnh liệt bắt đầu nhộn nhạo. Chân ngôn bảo luân đột nhiên rít lên một tiếng, rời khỏi sau lưng của hàn lập bay thẳng lên, giống như một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung. Vầng trăng tròn tỏa ra những tia sáng màu vàng, ngay lập tức soi dọi toàn bộ linh vực hào quang của nó thậm chí còn sáng hơn cả ánh mặt trời, chỉ là không mang đến cảm giác nóng bỏng chút nào. Cùng lúc đó, huyễn thần sa lậu rơi xuống mặt đất, trải rộng ra thành một biển cát. Trong nháy mắt, không gian trong linh vực trở thành một vùng đất vàng óng. Nhìn tình huống trước mắt, trong lòng hàn lập bóng có một cảm giác khác thường. Lần này, những biến hóa của đồ vật thời gian pháp tác hình như không giống lắm với những lần trước. Chân ngôn bảo luân treo giữa không trung kia dù vẫn bày ra hình thái hư ảo nhưng có rất nhiều hào quang lốm đốm vàng óng ở xung quanh, đang tới tấp dung nhập vào bên trong. Điều này khiến nó và không gian linh vực liên hệ càng thêm chặt chẽ, có xu hướng trực tiếp dung hợp lại với nhau. Trong lòng hàn lập khẽ động, hắn giật mình, chẳng lẽ muốn tiến dai đến tạo vật cảnh sao? Tuy nhiên, khi hắn còn chưa hết ngạc nhiên, quang âm tịnh bình vốn đang lơ lửng trên đỉnh đầu đột nhiên đổ nghiêng, rơi xuống bãi cát vàng nước lòng vàng óng bên trong cũng theo đó chảy ra thành dòng nước lòng chảy tràn qua huyễn thần xa lộ trên khắp mặt đất nó không những không thấm vào mà còn tạo thành dòng chảy ngày càng mãnh liệt vùng nước càng ngày càng mở rộng biến thành hư ảnh một dòng sông vàng lấp lánh theo sự dẫn dắt của dòng nước đất cát cũng xảy ra những biến hóa tất cả nhấp nhô không ổn định từ từ hiện ra tư thế như đắp núi đục hang thấp thoáng có những hình thái sông núi sơ khai ngay sau đó hư ảnh của đông ất thần mộc cũng hạ xuống đồi núi đất cát. Ngay lập tức, chúng hóa thành một vùng rừng cây tươi tốt, lan tràn nhanh như lửa cháy khắp thảo nguyên. Tất cả các cảnh tượng này hiện lên giống như vầng trăng tròn trên đỉnh đầu kia. Chúng và không gian linh vực biến hóa rất cổ quái, bắt đầu có khuynh hướng dung hợp từng chút một. Giờ phút này, Hàn Lập không còn khó hiểu những biến hóa của linh vực mình nữa. Khi phát hiện loại dung hợp với tốc độ cực kỳ chậm chạp này, thân hình hắn lập tức nhảy lên giữa không trung, ngồi lơ lửng ở đó hắn toàn lực thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết, một lần nữa, cơ thể hắn tuôn trào ra lực lượng thời gian pháp tắc vừa mới tăng trưởng cùng với tiên linh lực. Tất cả để đáp ứng vùng không gian linh vực đang gào khóc đòi ăn này. Lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân hắn tản ra khắp nơi, tốc độ dung hợp của những đồ vật thời gian pháp tắc kia cũng tăng lên một chút, nhưng vẫn rất chậm chạp. Với tốc độ này, dù có quang âm thiên tuyển đại trận gia trì thì cũng không biết đến năm tháng nào mới có thể thành công. Huống hồ, hắn bố trí đại trận như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều tiên nguyên thạch. Dựa vào số lượng hắn đã bố trí lúc trước, nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì 100 năm, thông qua chuyển hoán tranh lệch thời gian cũng chỉ được một vạn năm. Trừ 2.000 năm bế quan đã tiêu hao, hiện tại hắn chỉ còn lại có 8.000 năm. Dùng 8.000 năm để tạo ra linh vực tạo vật cảnh hoàn toàn vững chắc, quả thực không khác gì kẻ ngốc nói mơ. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian để phí phạm ở nơi này. Hàn lập thở dài một tiếng, chậm rãi lẩm bẩm thời gian không đủ. Muốn một lần thành hình chỉ sợ không dễ, chỉ bằng chọn trước một loại để thử dung hợp. Nói dứt lời, hắn quyết định tập trung chú ý, hai tay vừa bấm quyết, vừa khua tới phía cánh rừng tươi tốt của đông ất thần mộc. Trong hư không, dùng mắt thường cũng có thể thấy tiên linh lực và thời gian pháp tắc đang chảy về phía đông ất thần mộc. Tốc độ dung hợp của bốn món đồ thời gian pháp tắc còn lại lập tức chậm lại, chỉ có đông ất thần mộc tỏa ra hào quang sáng chói, ngày càng trở lên ngưng thực hàn lập mừng thầm trong lòng tự nói một mình quả nhiên hữu hiệu sở dĩ hắn chọn đông ất thần mộc trước tiên là vì hắn không nắm chắc quá nhiều đối với phương pháp này cho nên hắn không lựa chọn dung hợp chân môn bảo luân thứ mà bản thân hắn quen thuộc nhất theo thời gian trôi qua từng giây từng khắc hàn lập tĩnh tâm như nước chỉ có tiên linh lực và thời gian pháp tác trong cơ thể hắn không ngừng được phóng ra nuôi dưỡng linh vực đến khi thành thục rất nhanh không gian hoa chi lại trôi qua hai năm tuy nhiên đối với không gian bên ngoài kia, thời gian mới chỉ đi qua 20 năm. Ngay từ 20 năm trước, Tiểu Bạch đã phát hiện Hàn Lập bế quan thành công. Nhưng nó đợi trước đợi sau mà Thủy Trung vẫn không thấy Hàn Lập xuất quan, trong lòng không khỏi lải nhải. Lúc trước bế quan đã thành công, theo lý phải đi ra từ sớm rồi chứ nhỉ. Tại sao lâu như thế? Thật sự lo chết đi được. Không lẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Không, không, chủ nhân cát nhân thiên tướng, làm sao xảy ra ngoài ý muốn được? Vậy chắc lại có kỳ ngộ gì đó, đúng, hẳn là dạng này. Thế nhưng mà, thời gian càng ngày càng ít, tiểu bạch đi đi lại lại, bước chân thong thả nhưng trên mặt khi thì có chút lo lắng, khi lại có chút mê man, không ngừng dò hỏi tinh viêm hỏa điều. Nó không phải lo lắng về an nguy của Hàn Lập, dù sao, thông qua cảm ứng khí tức lẫn nhau nó có thể biết Hàn Lập không việc gì. Điều khiến nó lo lắng chính là tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây, sợ rằng chưa kịp đi cứu Kim Đồng, nó đã phải trở về man hoang đối với những việc này, tinh viêm hỏa điều dĩ nhiên càng không biết, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. trong lòng tiểu bạch nghi hoặc vốn định tiến vào xem xét không gian hoa chi, nhưng nó lại lo quấy nhiễu hàn lập tu hành, đành phải nhẫn nại. trong động thiên, hai mắt hàn lập nhìn chằm chặp vào hư không bên dưới. ở nơi đó, một rừng cây màu vàng được hình thành đã hoàn toàn trở nên ngưng thực, ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tác bên trong vô cùng nồng đậm. không gian linh vực của hàn lập lúc này đã đạt cấp độ tạo vật cảnh. Đối với kết quả này, Hàn Lập khá hài lòng, vậy mà chỉ dùng thời gian 2.000 năm. Hắn biết, cô động linh vực là một chuyện cực kỳ tốn thời gian và sức lực. Bình thường, người ngoài nếu muốn đạt sơ bộ của linh vực tạo vật cảnh, tiêu tốn thời gian hàng vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng không phải là lạ. Hàn Lập suy đoán rằng, sở dĩ hắn có thể bước vào tạo vật cảnh nhanh như vậy, một mặt là liên quan tới đẳng cấp rất cao của công pháp thời gian hắn tu luyện, một mặt khác bởi từng món đồ vật thời gian pháp tắc của hắn đều có thuộc tính ngũ hành vạn vật trên thế gian đều bắt nguồn từ âm dương, tuân theo ngũ hành. Năm đồ vật của hắn có khả năng ngũ hành tương hợp, giúp việc ngưng luyện ra tạo vật có được ưu thế trời ban. Sau khi mừng rỡ, ánh mắt Hàn Lập liếc qua mấy món đồ thời gian pháp tắc khác, trong lòng hắn âm thầm nói, lần này thời gian có hạn, chỉ có chờ ngày sau tìm cơ hội, tạo ra từng cái tạo vật các ngươi. Dứt lời, hắn liền vung tay lên, dự định thu lại linh vực. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong không gian hoa chi. Hàn Lập nghi hoặc, nhìn theo tiếng động, hắn bỗng thấy ở vườn linh dược bên kia bỗng có một đoàn hào quang màu xanh bay lên, lao thẳng đến, trực tiếp nhập vào trong không gian linh vực, chỗ rừng cây màu vàng kia. Hàn lập tập trung nhìn vào liền phát hiện thứ bay vào là một gốc cây cổ quái, cành lá sinh trưởng sum xuê. Đây là, lưỡng sinh thụ, Hàn lập giật mình nhận ra, gốc cây cổ quái kia đúng là cây mà hắn dùng đoạn dễ lưỡng sinh thụ lấy từ trong di tích chân ngôn môn bồi dưỡng thành. Chỉ là, trong trí nhớ của hắn, lưỡng sinh thụ sinh trưởng thập phần chậm chạp, Hiện tại, cây này lại đã trưởng thành, ngay khi hắn còn đang nghi hoặc một tình huống khiến người kinh ngạc xuất hiện. Gốc cây màu xanh kia sau khi hạ xuống khu rừng liền tự động sinh ra những sợi rễ cắm thẳng xuống mặt đất. Ở đó, màu xanh bắt đầu lấp lánh, lờ mờ biến thành một khu rừng cây màu xanh. Trong từng ánh hào quang, rừng cây màu xanh bắt đầu trồng lên, kết hợp với những bóng cây màu vàng. Giữa chúng sinh ra từng sợi tơ vô cùng nhỏ, liên kết với nhau, xu thế dung hợp lại cùng nhau. Hàn Lập kinh ngạc không thôi, trong lòng nhịn không được mà lẩm bẩm, vật chứa pháp tác dung hợp với linh vực hình thành cảnh thật ư? Không phải linh vực thiên nhân cảnh mới có thể xuất hiện kỳ cảnh này sao, sao lại như vậy? Linh vực thiên nhân cảnh sở dĩ có thể cao hơn tạo vật cảnh và hóa linh cảnh một bậc, là bởi khả năng thông qua dung hợp các vật có thuộc tính giống với lực lượng pháp tác bản thân để sử dụng tác dụng của linh vực thực hóa. Một khi linh vực có thể hóa thực, uy lực của nó tất nhiên tăng gấp bội, có địa vị áp chế hoàn toàn hai cảnh giới linh vực trước đó tu sĩ ở trong linh vực thiên nhân cảnh của mình, chẳng khác nào người và trời hợp nhất, trở thành chúa tể của vùng tiểu thiên địa này, khi đối mặt với địch nhân trong linh vực của mình, trời sinh đã ở thế bất bại. chương 1196, khốn đốn, Hàn Lập thấy tình hình này, không suốt ruột rời đi, chờ lưỡng sinh thụ và đông ất thần mộc dung hợp hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, một màn bất ngờ lại xuất hiện. Chỉ thấy hào quang quang âm thiên tuyển đại trận bố trí trong không gian hoa chi bỗng nhiên rung động mạnh, phát ra ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian, áp chế hào quang linh vực của Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tất cả tiên nguyên thạch đã tiêu hao hết, quang âm thiên tuyển đại trận không thể tiếp tục duy trì. Khi hắn còn đang nghi hoặc, chỉ thấy một đạo kim quang trói mắt ở giữa đại trận bay lên, bay xẹt qua giữa không chung, bay thẳng đến hướng bên này. Bên trong kim quang, đang bọc lấy một mâm tròn màu vàng, phía trên mâm tròn đang có các loại phù văn chấp động liên tục. Hàn Lập tập trung nhìn, phát hiện mâm tròn kia chính là quân thiên nhật quỹ, vật mà hắn dùng để bố trí quang âm thiên tuyền đại trận. Hắn lo lắng điều này có thể ảnh hưởng đến linh vực tạo vật, hai tay liền hóa thành hai luồng ánh sáng màu xanh, muốn bắt quân thiên nhật quỹ trở về. Kết quả, nhật quỹ ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, đổi hướng phóng thẳng lên trời, muốn đập thẳng vào chân môn bảo luân đang lơ lửng trên cao. Ở giữa không trung nổ ra một tiếng sấm sét quân thiên nhật quỹ khi tới gần chân môn bảo luân lập tức nổ bể ra bất quá một điều hết sức kỳ lạ đã xảy ra, quân thiên nhật quỹ sau khi nổ tung, chỉ có hình dạng nổ bể ra, nhưng thời gian pháp tắc kim thuộc tính ở bên trong lại ngưng tụ lại, hóa thành một mảnh kim quang dung hợp vào chân ngôn bảo luân. Kim quang bên trên như những sợi tơ, quấn quanh chân ngôn bảo luân. Bảo luân vốn chỉ là ảo ảnh kim quang, dần dần đã trở nên ngưng thực, tỏa ra ánh sáng kim sắc cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Hàn Lập đã có kinh nghiệm lưỡng sinh thụ dung hợp biến hóa lúc trước, đối với cảnh tượng trước mắt đã có chuẩn bị, trong nội tâm không ngừng mừng thầm. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới, lần này bế quan lại thu hoạch được nhiều như vậy. Nhưng hắn có chút không hiểu, lưỡng sinh thụ và đông ất thần mộc dung hợp được là do đông ất thần mộc đã tạo vật cảnh thành công, mà chân ngôn bảo luân chưa đạt tới phạm trù tạo vật cảnh, làm sao có thể dung hợp được với quân thiên nhật quý. Chẳng lẽ có thể trực tiếp vượt qua các cảnh giới linh vực? Trong lòng Hàn Lập còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện linh vực của mình có chút không thích hợp, màn sáng màu vàng nhạt đang bao phủ bốn phía hơi hơi rung động theo nhịp. Ngay sau đó, liền nghe ầm một tiếng trầm đục, hắn nhìn lên chân ngôn bảo luân phía trên đỉnh đầu, phát hiện ở đó đang phát ra một cỗ lực hút cực lớn. Nguy rồi, trong nội tâm hàn lập âm thầm kêu một tiếng, vội phất tay thi pháp, muốn cắt ngang quá trình quân thiên nhật quỹ và chân ngôn bảo luân dung hợp. Hai vật này dung hợp đã đến giai đoạn mấu chốt, giờ phút này ra tay cắt ngang, nhất định sẽ gây ra tổn thương thật lớn, thậm chí quân thiên nhật quỹ có khả năng bị hủy mất, chân ngôn bảo luân cũng sẽ bị thương tổn. Nhưng giờ Hàn Lập đã bất chấp những điều này. Cả hai chúng nó dung hợp, nhất định cần một lượng thời gian pháp tắc lớn, mà chân ngôn bảo luân chưa đạt tới tạo vật cảnh, tự nhiên không cách nào cung cấp lực lượng như vậy. Mà lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân hắn, lúc trước hỗ trợ lưỡng sinh thụ dung hợp với đông ất thần mộc, đã tiêu hao hết nên không có cách nào giúp chân ngôn bảo luân được nữa. Hàn lập lo lắng chân ngôn bảo luân dung hợp cùng quân thiên nhật quý, lực lượng pháp tắc không đủ, sẽ cưỡng ép hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc trong linh vực của hắn, dẫn tới phản vệ bản thân. Quả nhiên, theo lực hút ngày càng mạnh từ chân ngôn bảo luân, màn sáng linh vực bốn phía cũng bắt đầu rung động lắc lư kịch liệt, ở bên trên bắt đầu có vài sợ kim sắc ánh sáng tách rời ra, giống như nòng nọc chạy tới chạy lui. Hai mắt hàn lập ngưng tụ, ánh sáng trên hai tay phát ra mãnh liệt, trong hư không xuất ra hai hư ảnh bàn tay cực lớn, vỗ mạnh về phía chân ngôn bảo luân. Không gian phía trên bị hai bàn tay tác động, liên tục phát ra những trận giao động, đè ép về phía chân ngôn bảo luân, dường như muốn chặt đứt liên hệ của nó với không gian linh vực nhưng tất cả chỉ là phí công, lúc hai tay Hàn Lập tới gần chân ngôn Bảo Luân, trên Bảo Luân bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng như ngàn vạn sợi tơ quấn vào hai bàn tay, ngăn cản chúng ra bên ngoài. Trong ánh sáng vàng ẩn chưa pháp tắc thời gian vô cùng thuần khiết, với khả năng hiện tại của Hàn Lập, hai bàn tay không thể nào tiến thêm nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh vực của mình hòa tan ra từng chút một. Hàn Lập đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tâm niệm của hắn khẽ động, mảng rừng cây do đông ất thần mộc biến thành kịch liệt lay động, Tiếng lá cây vang xào xạc ở ranh giới, lập tức có một cỗ lực lượng pháp tắc nồng đậm cuốn về phía trên cao. Dưới mặt đất vang lên tiếng gió mãnh liệt, một tầng kim sa bay múa lên, như gió lốc cuốn về phía trên cao, dòng sông dài uốn lượn cũng dâng lên từng cơn sóng, dòng nước bị cuốn lại bay thẳng lên trên trời. Một màn tương tự, một mảnh hỏa vũ sao băng còn lại trên trời cũng lao nhanh xuống, đập về phía chân môn Bảo Luân. Toàn bộ không gian linh vực hỗn loạn bốn cỗ lực lượng thời gian pháp tắc còn lại bắt đầu tấn công về phía vòng trăng tròn do chân ngôn bảo luân biến ảo thành tất cả đụng vào nhau ầm 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 một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên một mảnh kim quang chói mắt nổ bể ra hóa thành từng đợt gợn sóng màu vàng quét ngang qua toàn bộ không gian linh vực kim quang lướt ngang qua quang âm thiên tuyền đại trận cũng bộc phát ra một trận thời gian dao động cả hai chẳng những không xung đột ngược lại dung hợp với nhau sinh ra một cỗ lực lượng kỳ quái làm cho hàn lập kinh sợ bao phủ toàn bộ không gian linh vực ngay sau đó, chỉ thấy màn sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên thu lại, rất nhanh liền có rút nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bao phủ phạm vi khoảng 10 trượng quanh Hàn Lập. Ô ô ô, ân. Hàn Lập cảm thấy tựa như có một hồi âm thanh như tiếng kim loại phát ra, không gian bên ngoài linh vực như bị ngưng kết lại, rừng trúc không còn lay động, sương mù không còn bốc hơi, ngay cả gió dường như cũng ngừng lại. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía chân ngôn Bảo Luân và quân thiên nhật quỹ trên đầu, cỗ lực hút quỷ dị kia cũng đã biến mất, cả hai rơi vào tình trạng đối nghịch nhau nhẹ nhẹ. Trong nội tâm Hàn Lập cảm thấy nghi ngờ, giờ phút này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai tay hắn bấm pháp quyết, muốn thu hồi linh vực, kết quả kinh ngạc phát hiện, bản thân mất đi khả năng khống chế linh vực của chính mình, không cách nào thu hồi. Sau đó, thân hình Hàn Lập khẽ động, muốn rời khỏi không gian hoa chi, nhưng chỉ vừa định rời khỏi linh vực của mình, hắn liền phát hiện không gian linh vực của mình giống như bị đóng băng tại chỗ, giam cầm hắn ở bên trong, không cách nào đi ra chuyện này có chút phiền toái a à. hàn lập nhíu mày nói ra rất hiển nhiên quân thiên nhật quỹ và chân ngôn bảo luân trong quá trình dung hợp đã làm cho quang âm thiên tuyền đại trận và linh vực đã sinh ra biến hóa nào đó khiến cho linh vực của hắn bị phong tỏa hắn đứng nguyên tại chỗ trầm tư rất nhanh đã nghĩ ra kế sách ứng phó nếu như linh vực không khống chế được khiến hắn bị nhốt ở nơi này vậy chỉ cần khống chế linh vực trở lại liền có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt bất quá làm được việc này cũng không đơn giản nếu muốn cho linh vực của mình khôi phục bình thường, phải lập tức làm cho chân ngôn bảo luân trực tiếp vượt qua tạo vật cảnh, chuyển hóa thành thiên nhân cảnh. nhưng giờ phút này lực lượng thời gian pháp tác của hắn chưa đủ, không cách nào giúp chân ngôn bảo luân hoàn thành chuyển hóa. trước mắt tạm thời ở lại trong không gian này, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết, cô động thêm nhiều lực lượng thời gian pháp tác, tuy phí thêm chút thời gian nhưng chung quy vẫn có thể làm được. nghĩ đến đây, trong lòng hàn lập lại hiện lên hình ảnh của kim đồng thời gian trước mắt đối với hắn thực sự quá quý giá, quang âm thiên tuyển đại trận nếu như vẫn còn vận chuyển bình thường, như vậy hắn vẫn còn thời gian 6.000 năm. Hắn có thể thoát thân kịp lúc trước khi luân hồi điện hành động, đi cứu kim đồng. Nhưng nếu đại trận bị ngừng do quân thiên nhật quý, hắn sẽ bị nhốt trong không gian linh vực mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm. Bất kể thế nào, trước mắt không có cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì thêm mà thôi. Trong lòng Hàn Lập bình tĩnh trở lại, hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết tiếp tục tu luyện thời gian thấm thoát thoáng một cái đã qua mấy nghìn năm bên trong lĩnh vực của hàn lập tràn đầy ánh sáng vàng khắp nơi tràn đầy khí thức của thời gian pháp tắc lúc này hàn lập mặc một bộ áo bào xanh tóc tai lộn xộn khoanh chân ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn về phía vòng trăng tròn màu vàng trên cao trong hai mắt tràn đầy vẻ khó hiểu rõ ràng đã gần như hòa hợp ngay cả chân môn bảo luân cũng đã đạt tới cấp độ thiên nhân cảnh nhưng vì sao ánh mắt của hắn trách đi nhìn bốn phía linh vực đang giam cầm, tự mình lẩm bẩm. Mặc dù thúc đẩy quân thiên nhật quỹ và chân ngôn bảo luân dung hợp, nhưng Hàn Lập vẫn như cũ không thể rời khỏi mảnh không gian linh vực này. Chẳng lẽ còn chưa đủ, trong nội tâm Hàn Lập nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt, lại qua thêm mấy nghìn năm, tiên nguyên thạch trong quang âm thiên tuyển đại trận sớm đã tiêu hao hết, chân ngôn bảo luân cũng đã hơi ngưng thực rồi, lẽ ra không gian linh vực này phải khôi phục trạng thái bình thường, làm sao vẫn còn giam cầm hắn như vậy. Trong mấy ngàn năm, hắn chỉ biết tu hành và tu hành, cần cù chăm chỉ không ngừng, linh vực thay đổi ngày càng nhiều hơn. Chỉ thấy bên trong mặt đất chập trùng những dãy núi, đã hình thành sơn mạch, so sánh với hình dạng kim sa lúc trước, dãy núi này lại càng thêm ngưng thực. Mặc dù không chân thật như ngọn núi bình thường, có cây cối phát triển, nhưng cũng đã có khác biệt lớn, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tạo vật. Mà con sông dài kia vẫn như trước, giống như ảo ảnh, dĩ nhiên không giống dãy núi vừa rồi, tiến vào cảnh giới tạo vật vì sao vì sao tóc tai hàn lập bù xù thần sắc điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét sau khi hết trọn một hơi cả người hắn nhảy lên vung quyền về phía không gian linh vực của mình một đạo quyền ảnh màu vàng khổng lồ ngưng tụ từ hai tay đập thẳng về phía linh vực phát ra một tiếng nổ rung trời sau khi hàn lập đánh ra một quyền phiền muộn trong lòng đã giảm bớt không ít tiếp tục ngồi xuống nếu như thời gian đã không kịp dù có tức giận cũng vô ích không bằng lại tiếp tục tu luyện có lẽ đợi đến lúc những cụ tưởng thời gian pháp tắc còn lại đều đạt đến tạo vật cảnh, liền có thể phá vỡ khốn cảnh trước mắt. Hàn lập thử mọi cách đều không hiệu quả, trong lòng tự nói một tiếng. chương 1197, chớp mắt vạn năm. Năm tháng dài rằng rặc, chớp mắt lại qua hơn 9 vạn năm. Trong không gian hoa chi, tất cả cảnh vật như bị động lại, không sinh ra biến hóa chút nào. Hàn lập vẫn như cũ khoanh chân ngồi trong không gian linh vực của mình. Lúc này mặt mũi hắn phủ đầy dâu ria màu đen, trong đôi mắt không hề bận tâm, lộ ra vẻ tang thương không gì sánh được. Không gian linh vực giam cầm nghiêm trọng vượt xa hắn tưởng tượng lúc trước. Hai vạn năm trước, toàn bộ năm loại cụ tượng thời gian pháp tắc đã biến thành tạo vật, linh vực của hắn cũng triệt để tiến vào tạo vật cảnh. Trong đó chân ngôn bảo luân và đông ất thần một càng biến thành thực hóa, đạt đến cấp thiên nhân cảnh. Chỉ là loại trạng thái không cân bằng này đến nay khó phá được, không gian linh vực của hắn dị thường, cũng không cách nào giải trừ. Thành bại là ở lần này, phải xem ngươi rồi. Hàn lập hơi ngẩng đầu lên, hai mắt ngưng tụ, trong miệng than nhẹ một tiếng. Vừa dứt lời, một tay hắn dương lên, trước người sáng lên một vệt kim quang, liên hoa bảo đăng liền bắn ra, trực tiếp vượt qua chân ngôn bảo luân, đi tới không gian linh vực trên đầu. Đèn này không phải vật gì khác, chính là tuế nguyệt thần đăng mà hàn lập trải qua thiên tân vạn khổ, đoạt được trong tuế nguyệt tháp. Ở nơi đó, vô số ngôi sao giải trên đoạn thời lưu hỏa, chớp sáng lóe ra điểm điểm quang mang theo tuế nguyệt thần đang treo ở không trung trong nháy mắt vô số tinh hỏa như được nhen lửa vô số tinh thần quang mang bắt đầu co nhanh vào cuối cùng ngưng ở một chỗ hóa thành một ngọn lửa màu vàng bay xuống rơi vào trong cây thần đăng phụt một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt trên tuế nguyệt thần đăng sáng lên kim quang lóa mắt trên thân đèn lóe sáng vô số phủ văn một đoàn tiếp theo một đoàn bắn ra vượt lên không trung biến mất trong màn sáng linh vực ngay sau đó toàn bộ thần đăng cũng theo đó bắt đầu trở nên hư hóa toàn thân nó bỗng nhiên sáng lên, hóa thành vô số quang điện như đom đóm, bay lên phía không trung, đi theo những phủ văn rơi vào trong màn sáng kia. Hàn lập đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên vòng trăng tròn cô độc treo trên đỉnh đầu, ngàn vạn tinh quang tô điểm, đẹp làm cho người hoa mắt. Trong lòng hắn khẽ động, công pháp đại ngũ hành huyến thế quyết toàn lực vận chuyển trong cơ thể, tâm thần phân ra ngàn vạn điểm câu thông với linh vực của mình, dụng tâm cảm thụ mỗi một chỗ biến hóa trong linh vực. Cát vàng ngưng tụ thành núi non chập trùng không ngừng, đông ất thần mục phía dưới rừng cây bao trùm, đã phủ lên một tầng xanh tươi, khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Dòng sông thời gian kia vẫn như cũ chỉ có quang mang hư ảo, chảy xuôi giữa dãy núi tựa như trôi nổi ở đó, nhìn không quá rõ ràng, nhưng cũng dần dần gắn bó, tương dung với khí thức ngọn núi. Trong lòng Hàn Lập biết, chờ đến lúc tìm đủ vật chứa thời gian pháp tắc thủy thuộc tính và thổ thuộc tính, dung luyện chúng vào trong không gian linh vực, là có thể làm cho toàn bộ ngũ hành trong không gian linh vực thông suốt, đạt tới cảnh giới tương sinh trung dung khi đó không gian linh vực của hắn mới thật sự là đúng tên gọi thiên nhân cảnh tới đi để cho ta xem ngươi ngoan cố thế nào trong lòng hàn lập gào rít giận dữ một tiếng hai tay bỗng nhiên vung lên chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn phần trăng tròn kia lập tức đại phóng kim quang tuôn xuống vạn đạo quang mang mặt đất dưới thân cũng theo đó không ngừng run rẩy trong đông ất thần mộc vô số cành cây dây leo sinh trưởng tươi tốt bộ dễ kéo dài xuống dưới lòng đất chỉ là phạm vi kim quang tuôn tới bất quá chỉ trong phạm vi linh vực ra bên ngoài liền không cách nào bảo trì uy năng, tự động tiêu tán giữa thiên địa. Mà bộ dễ lưỡng sinh thụ cũng chỉ có thể chạm tới biên giới phạm vi linh vực, thoáng chui ra mặt đất phía ngoài, liền giống như linh lực biến mất, bắt đầu khô cạn héo rút. Đối với hai loại tình huống này, Hàn Lập đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn đã thử qua nhiều lần. Hắn nghĩ, nếu có thể đột phá đến linh vực bên ngoài, phá đi vùng không gian phát sinh dị biến quang âm thiên tuyển đại trận này, như vậy có khả năng sẽ phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt này. Mà thời gian pháp tắc chi lực lại không ẩn chứa công kích cường đại, căn bản không thể xuyên thấu phong tỏa không gian linh vực, năm loại cụ tượng thời gian pháp tắc hàn lập cũng đều đã tương dung với linh vực, cho nên hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng linh vực của bản thân. Chỉ là chân ngôn bảo luân và đông ất thần mộc vốn cũng không tăng trưởng sức công phá, cho nên hàn lập mới tốn đại lượng thời gian hoàn thành tạo vật đoạn thời lưu hỏa, tiếp theo dung nhập uy lực tuyệt luân của tuế nguyệt thần đăng vào trong đó rơi cho ta, hàn lập quát lớn một tiếng, chỉ thấy ánh lửa lóe lên đầy trời, vô số tinh hỏa thoát ly màn sáng, rơi xuống phía dưới. Trong trận trận tiếng rít, đoạn thời lưu hỏa biến thành tinh hỏa không ngừng phồng lớn lên, hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm cự cầu to lớn vô cùng, như hỏa vũ lưu tinh rơi xuống. Ầm ầm, một trận thanh âm nổ đùng kịch liệt vang lên, không gian linh vực hàn lập lập tức hỗn loạn một mảnh. Huyễn thần xa lựu ngưng tụ thành dãy núi lập tức núi đá băng liệt, phá toái không chịu nổi, hóa thành một mảnh bụi bặm màu vàng óng tràn ngập ra. Màn sáng ngay rìa không gian linh vực trong chớp mắt liền bị công phá, mặt đất phía dưới cũng theo đó bị nguồn lực lượng cường đại này đánh tan, mảng lớn thổ địa cuồn cuộn lên, một mực cuốn tới hướng trúc lâu. Nguyên bản nơi đó bố trí một chỗ trụ cột trận, lập tức bị phá hư, toàn bộ quang âm thiên tuyển đại trận lóe lên quang mang, ngừng vận chuyển. Ngay sau đó, Hàn Lập liền nhìn chân ngôn bảo luân với hình dáng trăng tròn trên đỉnh đầu, phù văn trên quân thiên nhật quỹ lóe lên một cái, lập tức tắt đi trên đó tuôn ra thời gian pháp tắc chi lực, cũng theo đó giảm nhanh xuống. Không gian linh vực bỗng nhiên lóe lên, lần nữa khuếch trương lớn ra, bao toàn bộ không gian hoa chi vào một lần nữa. Hàn lập cảm thấy quanh thân buông lỏng, cỗ ba động cấm chế cổ quái bao phủ bốn phía kia, rốt cuộc biến mất không thấy. Trong lòng của hắn đầu tiên là vui mừng, tiếp theo có chút hối hận. Nếu không phải lúc trước hắn bế quan tham lam nhất thời, thúc giục không gian linh vực để tạo vật, nên để xảy ra chuyện bị vây ở trong linh vực không thể thoát ra, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội giải cứu Kim Đồng. Trước mắt chỉ sợ Tiểu Bạch cũng đã bị Bạch Trạch Triệu hồi rồi. Hàn lập thở dài một tiếng, nói. Nói xong, hắn vung tay lên thu hồi linh vực, đi về hướng Trúc Lâu bên kia, bắt đầu thu thập những vật bố trí quang âm thiên tuyển đại trận. Hắn đi vào trước rừng Trúc, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, xoay người nhặt lên một viên tiên nguyên thạch ngay vị trí trụ cột trận. Sao lại như vậy? Sau một phen dò xét, Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc chỉ thấy khối tiên nguyên thạch kia mặc dù linh quang ảm đạm cũng không biến thành màu xám trắng có thể thấy trên đó vẫn còn sót lại một ít tiên linh lực hàn lập còn đang nghi hoặc thì đại môn trúc lâu bỗng nhiên mở ra tiểu bạch đột nhiên từ trong cửa vọt ra chủ nhân người đã xảy ra chuyện gì ở trong không gian hoa chi không chịu đi ra còn khóa cửa lại ta muốn tiến vào cũng không được tiểu bạch vừa nhìn thấy hàn lập liền phàn nàn một mạch nhưng khi nó nhìn thấy hàn lập mặt mũi tràn đầy dâu ria tang thương lông mày không khỏi nhíu chặt ngươi, ngươi sao còn chưa về Man Hoang? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Vừa mới qua không bao nhiêu năm, tại sao phải về Man Hoang chứ? Chủ nhân người không sao chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ngay cả cửa không gian Hoa Chi cũng khóa lại? Tiểu Bạch cũng đã nhận ra có điều khác thường, hỏi. Trong con mắt của nó chứa vẻ cảnh giác, còn tưởng Hàn Lập bế quan tẩu hỏa nhập ma, bị hỏng thần trí. Hàn Lập nghe Tiểu Bạch nói, trong mày, trong lòng ẩn ẩn suy đoán liền kể một lượt sự tình bế quan lúc trước cho Tiểu Bạch nghe. Hai ngàn năm, lại thêm hai ngàn năm, sau lại tới hơn chín vạn năm, như vậy không sai biệt lắm đến hơn mười vạn năm, theo như trước kia người nói thì không khớp với tranh lệch thời gian của quang âm thiên tuyển đại trận A. Tiểu Bạch nắm chặt mấy ngón tay, nói, bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm, Hàn lập nhướng mày, hỏi, trước sau không đến năm mươi năm, Tiểu Bạch vươn một bàn tay, đáp, năm mươi năm, Hàn lập nghe lời ấy, lập tức ngẩn người tại chỗ thật lâu không dám tin tiểu bạch thấy tình cảnh này càng tin rằng mình phán đoán đúng cảm thấy hàn lập nhất định là tổ hỏa nhập ma hư hỏng đầu óc rồi nhưng lúc này nó đột nhiên chú ý tới khí tức biến hóa trên thân hàn lập hai mắt đột nhiên sáng lên kinh nghỉ kêu lên chủ nhân người đến đại la cảnh rồi trách không được trong tiên nguyên thạch còn có tiên linh lực như vậy đã rõ rồi hàn lập bất thình lình bị nó la lên giật cả mình lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu phối hợp nói ra Người đang nói cái gì? Ta nghe người nói càng hồ đồ rồi. Tiểu Bạch nghi ngờ nói. Quang âm thiên tuyển đại trận thay đổi tranh lệch thời gian không hơn trăm lần, cho nên bốn ngàn năm trước khi linh vực phát sinh dị biến, ngoại giới chỉ trải qua bốn mươi năm. Nhưng sau khi dị biến phát sinh, chẳng biết tại sao, hiệu suất đại trận chuyển đổi tranh lệch thời gian đề cao thật lớn, lại biến thành vạn lần. Cuối cùng trong 10 năm kia, ta ở trong trận trải qua gần 10 vạn năm. Ánh mắt hàn lập ngưng tụ, giải thích. Tiểu Bạch bị những con số chuyển đổi trong lời Hàn Lập làm cho đầu óc muốn ngất đi, bất quá nó nghe cũng hiểu một chuyện, đó là Hàn Lập trong 10 năm, đã tu được 10 vạn năm, trong lòng tất nhiên kinh hãi không thôi. Quang âm thiên tuyển đại trận này lại có uy năng như thế. Tiểu Bạch cả kinh kêu lên, lần này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thành tựu, mà chính ta cũng bị giam cầm ở trong đó, xém chút không đi ra được. Hàn Lập sau khi kinh hỉ, nghĩ lại mà sợ, chậm rãi nói ra. Phúc họa thường đi chung với nhau, chỉ cần kết cục tốt là tốt rồi tiểu bạch cười nói hàn lập nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì nữa trong lòng lại tính toán ngày sau nếu có thể phục chế loại tranh lệch thời gian này vậy chính là chuyện ngàn vạn tốt đối với tu luyện à đúng rồi tinh viêm đồng tử đâu hàn lập hỏi còn ở bên ngoài cảnh giới ta thấy cấm chế không gian hoa chi giải trừ liền tiến vào nhìn xem tiểu bạch nói hại các ngươi lo lắng rồi hàn lập khẽ thở dài cười nói hắc hắc tiến giai đại la cảnh cảm giác thế nào Tiểu Bạch cười hỏi, lúc trước tu hành có chút đường rẽ, linh vực còn chưa vững chắc. Nếu còn thời gian, người giúp ta hộ pháp một chút, để cho ta cũng cố thêm tu vi. Hàn Lập nói, không vấn đề, vậy ta ra ngoài nói cho Tiểu ra hỏa kia một tiếng, hắn cũng rất lo lắng cho người đấy. Tiểu Bạch nói ra, được, Hàn Lập gật đầu cười. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, tâm niệm Hàn Lập vừa động, một màn sáng màu vàng nhạt lập tức khuếch trương ra, bao toàn bộ không gian hoa chi vào. Mà theo cổ tay hắn vận chuyển, búng tay một cái, trong linh vực lập tức vật đổi cảnh rời, nguyệt xuất tinh lạc, sơn hà tụ hãm, bóng cây chập chờn, trong toàn bộ linh vực, khí tức thời gian pháp tắc lập tức trở nên nồng đậm đến cực điểm. Hàn Lập đi lại ở giữa, cơ hồ không tốn thời gian, chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể chuyển đổi núi sông, thuấn gian di động. Hắn lại thử một chút, càng thêm quen thuộc với linh vực của mình, trong lòng nghĩ đến chuyến đi đến cửu nguyên quan phía trước, càng tự tin thêm mấy phần. Chương 1198, Vạn Bảo Tiết thời gian nhoáng một cái lại qua mười mấy năm, Đại Kim Nguyên Tiên Vực, Lưu Kim Thành. Lưu Kim Thành thuộc Tây Bắc Đại Kim Nguyên Tiên Vực, là một trong những tòa đại thành ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực, nổi danh cùng với Cửu Nguyên Thành do Cửu Nguyên Quan Quản Hạt, còn có Bách Tạo Thành do Bách Tạo Sơn, hay Kim Nguyên Thành do Kim Nguyên Tiên Cung Sở hữu Khác với ba tòa thành kia có thế lực sở hữu phía sau Lưu Kim Thành cũng không có thế lực to lớn nào thống trị, là một nơi tương đối tự do. Trong thành này tụ tập đông đảo thế lực cỡ trung tiểu ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Họ không muốn bị cửu nguyên quan, bách tạo sơn, kim nguyên tiên cung lấn ép, nên thành lập một liên minh tên là Nhật Nguyệt Minh. Chiến lực đỉnh tiêm Nhật Nguyệt Minh mặc dù không bằng cửu nguyên quan, kim nguyên tiên cung, nhưng tiềm lực cực lớn, nhất là thiện đãi một ít thế lực cỡ trung tiểu và tán tu, dẫn tới càng ngày càng nhiều thế lực cỡ trung tiểu gia nhập vào trong đó, ẩn ẩn tạo thành thế chân và cùng tam đại thế lực kia. Trong thành, trong nhã gian của một tòa tử lâu hoa lệ cao 9 tầng, ba bóng người tĩnh tỏa uống rượu, một người trong đó chính là Hàn Lập hai người khác là một thiếu nữ váy đen và một thiếu niên áo trắng chính là đề hồn và tiểu bạch đương nhiên cả hai đều đã huyễn hóa dung mạo khác hàn lập sau khi xuất quan thời hạn trăm năm mặc dù chưa tới bất quá hắn có một số việc nên sớm tới đại kim nguyên tiên vực bây giờ hắn đã tiến dài đại la thực lực tăng mạnh làm việc cũng tự tin hơn rất nhiều không còn sợ đầu sợ đuôi như lúc trước nữa vừa đúng lúc này đề hồn rốt cuộc thức tỉnh mà cũng thuận lợi tiến cấp tới đại la cảnh làm hắn rất là mừng rỡ không ngờ đại kim nguyên tiên vượt còn có một chỗ như vậy đã không có người của cửu nguyên quan cũng không có người kim nguyên tiên cung có thể tạm thời thư giãn một chút tiểu bạch bưng một chén rượu ngon màu xanh biếc mở lớn miệng uống tựa hồ rất ưa thích mùi vị này không nên chủ quan lưu kim thành này tuy do nhật nguyệt minh quản hạt nhưng ai biết được cửu nguyên quan và kim nguyên tiên cung có sắp xếp tai mắt ở đây hay không vẫn nên cẩn thận một chút hàn lập lắc đầu nói có đề hồn tỷ tỷ ở đây không có gì phải lo lắng Nàng có thể cảm giác được ác ý của địch nhân, ai cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được nàng." Mặt mày Tiểu Bạch hớn hở nói. Hàn Lập nghe vậy liếc Đề Hồn một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đề Hồn lần này tiến giai đại la, không chỉ thực lực đại tiến, phương diện thần hồn cảm ứng lại tiến thêm một bậc, đã có thể cảm giác được ác ý của địch nhân, dùng để cảm ứng địch nhân, không gì thích hợp bằng. Hàn Lập tự mình thử một cái, cho dù lấy thần thức cường đại của hắn, cũng không gạt được cảm giác của Đề Hồn. Đương nhiên nếu hắn dùng thời gian pháp tắc chi lực bảo vệ quanh thân ngược lại có thể che đậy đề hồn cảm giác bất quá bất luận kẻ nào dùng lực lượng pháp tắc bảo vệ toàn thân tới gần hàn lập tương đương với viết chữ không hảo ý lên mặt cũng không cần cảm giác nữa ta tu luyện là phương diện thần hồn pháp tắc phương diện này cảm giác tự nhiên linh mẫn một chút bất quá các ngươi cũng đừng quá mức tín nhiệm năng lực này người tu luyện thần hồn pháp tắc khác đều có phương pháp ẩn nấp ba động thần hồn chưa hẳn không thể tránh né cảm giác của ta đề hồn nói ra lại còn có chuyện này tiểu bạch nghe vậy khẽ giật mình người tu luyện thần hồn pháp tắc ít ỏi cỡ nào khả năng chúng ta gặp phải cũng không lớn mà nếu có người tu luyện thần hồn pháp tắc tới gần đề hồn ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến lúc đó cẩn thận hơn một chút là được có người tại đây an toàn của chúng ta khẳng định không thành vấn đề hàn lập cười nhạt một tiếng ngược lại tỏ vẻ hoàn toàn tự tin với đề hồn không sai ta tin tưởng đề hồn tỷ tỷ trên mặt tiểu bạch cũng lộ ra vẻ tươi cười tốt vậy ta vất vả chút, cha xét rõ tình huống chung quanh. Đề hồn mở to mắt nhìn hai người một cái, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Hàn lập cười cười, ánh mắt từ gian phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày cao lại. Đi vào lưu kim thành một đoạn thời gian, hắn thông qua đủ loại con đường trong thành, ý đồ nghe ngóng tin tức cửu nguyên quan và kim đồng. Đáng tiếc đại kim nguyên tiên vực bây giờ dung chuyển không thôi, thế lực cửu nguyên quan co vào, càng thêm nghiêm lệnh trong môn, bất luận hàn lập nghe ngóng thế nào, cũng không nghe được bao nhiêu tin tức cửu nguyên quan, chớ nói chi là tin tức kim đồng. Chủ nhân, người đừng lo lắng nữa, giờ còn cách bổ để yến kia một thời gian dài nữa, lão đại tạm thời sẽ an toàn. Tiểu Bạch nói ra, Hàn Lập nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào thời khắc này, một hồi tiếng chuông vang từ đằng xa truyền đến, khuếch tán ra xa xa. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, nhìn lại hướng nơi phát ra âm thanh, ánh mắt rơi vào trên một cửa hàng lớn ở trên đường phố xa xa. Cửa hàng này chiếm trọn vẹn hơn 10 dặm dọc đường đi, toàn thân dùng một loại vật liệu màu xanh ra trời tạo thành, còn chấp động lên vô số điểm sáng bảng bạc như ngôi sao, phi thường đại khí. Hai bên đại môn cửa hàng đặt một pho tượng kỳ lân chạm ngọc, bên cạnh pho tượng còn đứng liên tiếp mấy hộ vệ mặc mã giáp màu xanh ra trời, tản mát ra khí tức cường đại, vậy mà đều là thể tu, thực lực bất phàm, đều đã thông trên trăm huyền khiếu. Trên mã giáp màu xanh ra trời của những người này ẩn ẩn bảo quang, thình linh đều là tiên khí nhập phẩm, chứng tỏ nơi đây bất phàm. Phía trên đại môn cửa hàng, treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa nhật nguyệt các, lộ ra một cỗ bá khí phô thiên cái địa, hiển nhiên người viết tu vi cực cao. Giờ phút này từng đạo độn quang từ không trung các nơi bay vụt đến, rơi vào trước đại môn nhật nguyệt các, hiện ra từng thân ảnh tu sĩ, đi bộ tiến vào bên trong. Những tu sĩ này có tu vi bất phàm, thái ất cảnh chỗ nào cũng có, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nghị luận ẩm ý lần này là một vạn năm một lần vạn bảo tiết mở ra nghe nói trên đấu giá nhật nguyệt các xuất hiện rất nhiều kỳ chân ngày thường khó gặp nhật nguyệt các gần đây càng thêm náo nhiệt nghe nói bọn họ dự định vạn bảo tiết lần này tranh một chút đầu sóng ngọn gió với bách tạo sơn khẳng định chuẩn bị bảo vật không ít vốn liếng chúng ta có hạn cũng tham dự không nổi bất quá mở mang kiến thức một chút cũng tốt lần này ta mang theo tất cả gia sản hy vọng có thể mua sắm một hai loại đan dược tiến giai có thể đột phá cảnh giới ta dự định mua sắm một kiện tiên khí tiện tay, sau đó sẽ đi man hoang giới vực săn giết hung thú. Nơi xa e trên tử lâu, Hàn Lập cũng đứng lên, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch nghe vậy lập tức nhảy lên một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch, người mặc dù dùng mặt nạ luân hồi điện che giấu khí thức, nhưng thân người phụ chân linh huyết mạch tiền bối mặc nhãn tỷ hưu, mặt nạ luân hồi điện chưa hẳn có thể che giấu. Trên đại hội đấu giá có nhiều người phức tạp, người vẫn không nên lộ diện thì tốt hơn hàn lập đột nhiên nói với tiểu bạch sau đó không đợi nó đáp lời phất tay phát ra một cỗ kim quang quấn lấy nó thu tiểu bạch với mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên vào trong không gian hoa chi đi thôi làm xong những thứ này hàn lập nói với đề hồn một tiếng cất bước đi xuống dưới lầu vâng đề hồn nở nụ cười xinh đẹp đi theo lần này hàn lập đến lưu kim thành ngoại tìm hiểu tin tức cửu nguyên quan còn vì cuộc bán đấu giá này bách tạo sơn thân là tông môn luyện khí đỉnh cấp chân tiên giới vì danh dự và địa vị bản thân mỗi vạn năm sẽ liên hợp tất cả chi nhánh ở đại kim nguyên tiên vực tổ chức một lần khánh điển cơ bản đều dùng phương thức bán đấu giá người đại kim nguyên tiên vực gọi thịnh hội này là vạn bảo tiết mà các thế lực thương hội khác ở đại kim nguyên tiên vực cũng thừa dịp này cử hành các cuộc đấu giá tranh một chút đầu sóng ngọn gió hoặc là thừa cơ vớt chút chất béo nhật nguyệt minh là một thế lực liên minh không kém nhiều so với bách tạo sơn cũng là thương hội kinh doanh khổng lồ đương nhiên sẽ không thờ ơ những năm này thế lực nhật nguyệt minh càng thêm lớn mạnh trên vạn bảo tiết cùng tranh đấu càng ngày càng kịch liệt với Bách Tạo Sơn. Mà Đại Kim Nguyên Tiên Vực là một trong 36 đại tiên vực ở chân tiên giới, lại có thế lực tông môn đỉnh cấp cửu nguyên quan, Bách Tạo Sơn bực này, nhất là Bách Tạo Sơn lại là luyện khí cử phách, cho nên mỗi thời mỗi khác đều có vô số tài liệu quý hiếm từ các tiên vực đại trung tiểu chảy đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Vậy nên mỗi lần trên vạn bảo tiết xuất hiện tài liệu, đều là kỳ chân trong kỳ chân. Hàn Lập lúc trước vừa mới rời khỏi bát hoang sơn, đang sầu khổ làm thế nào mới có thể tìm được một kiện thời gian pháp tắc cuối cùng, để đại ngũ hành huyễn thế quyết cân bằng đạt tới viên mãn, may nhờ từ luân hồi điện tìm được sự tình vạn bảo tiết, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn dự định không tiếc đại giới, thu mua trên vạn bảo tiết một kiện đồ vật thời gian pháp tắc cuối cùng này, không ngờ vậy mà đạt được món bảo vật kia từ trong tay giao tam. Bất quá đối với vạn bảo tiết, Hàn Lập vẫn tràn đầy chờ mong. Dù sao sau đó, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi cửu nguyên quan, trước lúc đi hắn cần tận lực để thăng một chút thực lực. Mà không riêng gì chính hắn, lần này đề hồn tiến giai đại la, trong tay cũng không có kiện tiên khí tiện tay nào, tốt nhất cũng thừa dịp này mua lấy một hai kiện. Chỉ là Bách Tạo Sơn, cử nguyên quan và thiên đình quan hệ chặt chẽ, tại bản bộ Bách Tạo Sơn cử hành vạn bảo đại hội, mặc dù trọng thể nhất, nhưng Hàn Lập cũng không dám đi, cho nên mới đi vào Lưu Kim Thành, đấu giá hội nơi này cũng không kém bao nhiêu so với bản bộ Bách Tạo Sơn. Hàn Lập và đề hồn tiến nhập nhật nguyệt các, vì không muốn để người chú ý, hai người đều áp chế tu vi đến thái ất cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không ép thấp hơn. Tham gia đại hội đấu giá, quá mức điệu thấp cũng sẽ có rất nhiều điều không hay. Hai vị tiền bối, hoan nghênh đến nhật nguyệt các chúng ta tham gia đại hội đấu giá lần này, vãn bối Lam Nghi, chính là đệ tử chấp sự nhật nguyệt các, chuyên tới để dẫn đường hai vị tiền bối. Một thiếu nữ Mỹ mạo mặc quần dài màu lam, lông mày cũng hiện ra màu xanh ra trời, tu vi đạt đến kim tiên hậu kỳ, lập tức tiến lên nghênh đón đi trước dẫn đường đi, Hàn Lập từ tốn nói, hai vị tiền bối đều là tồn tại đỉnh phong trong thái ất ngọc tiên, có tư cách đến phòng khách quý, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ mày Lam vừa nói, đi trước dẫn đường, lần này nhật nguyệt các đấu giá hội, có bảo vật nào xuất hiện, người có danh sách không? Để ta dự trù một ít tiên nguyên thạch trong tay, Hàn Lập vừa đi vừa hỏi, xin mời hai vị tiền bối xem qua, Lam Nghi lấy ra hai tấm ngọc giản màu xanh lam, chia ra đưa cho Hàn Lập và đề hồn bình thường đấu giá hội sẽ giữ kín danh sách vật phẩm bán đấu giá như vậy có thể làm cho khách nhân hiếu kỳ thứ hai là có thể lợi dụng cảm giác thần bí này kiếm nhiều thêm một chút lợi nhuận nhật nguyệt các đấu giá lại khác với nơi khác vậy mà chịu để cho khách nhân biết sắc mặt hàn lập hơi ngạc nhiên tiếp nhận ngọc giản khẽ cười nói hắn vừa mới hỏi bất quá là thuận miệng thôi không ngờ vậy mà có thật những quy định này đều là minh chủ nhật nguyệt minh ta tự mình đặt ra, lão nhân gia ngài nói làm ăn quý ở thẳng thắn, không cần cố lộng huyền hư. Nhật nguyệt minh ta có thể phát triển tới hôm nay là dựa vào chính cách đối xử thẳng thắn với mọi người. Phần danh sách này, xem như một phần lễ vật gặp mặt của nhật nguyện các đối với mỗi một vị khách nhân quang lâm bổn các. Lam Nghi lúc nói về minh chủ nhật nguyệt minh, giữa thần sắc lộ ra vẻ ngưỡng mộ, khẽ cười nói. chương 1199, không kịp nhìn, Kiến thức quý minh chủ thật sự cao minh, Hàn Lập nhíu mày lại, gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, thần thức của hắn đã chui vào bên trong ngọc giản, sắc mặt hơi động một chút. Trong ngọc giản hiện ra hơn vạn loại vật phẩm đấu giá, còn có giá cả khởi điểm các loại, cực kỳ rõ ràng minh bạch, có thể nói liếc qua là hiểu ngay. Chỉ là trình tự bán đấu giá lại không ghi rõ, bất quá điều này cũng không khó lý giải, nếu như khách nhân biết chi tiết rõ ràng sự tình đấu giá, ngược lại thiếu một chút thú vị. Với năng lực ghi nhớ của Hàn Lập bây giờ, rất nhanh đã xem hết những vật phẩm đấu giá này ghi vào trong đầu trong lòng hắn cũng đại khái nắm rõ một chút về những vật đấu giá không biết hai vị tiền bối đến từ phương nào lần này muốn mua bảo vật gì là để chuẩn bị cho tiến giai đại la sao lam Mi lại hỏi hai người chúng ta đều là tán tu từ trước đến nay không có chỗ ở cố định lần này tới tham gia đại hội đấu giá nhật nguyệt khác cũng không mua thứ gì đặc biệt trước nhìn qua một chút đã hàn lập cười ha hả thì ra là thế Nhật Nguyệt các chúng ta cực kỳ coi trọng đại hội đấu giá này, chuẩn bị rất nhiều các loại chân phẩm, tiên khí, đan dược, tài liệu, công pháp, cái gì cần có đều có, hai vị tiền bối có thể tùy ý thưởng thức, thấy cái gì vừa ý thì tham gia đấu giá. Lam Mi cũng không có truy hỏi, tự nhiên cười nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ, lại hỏi thăm một chút sự tình có liên quan tới đại hội đấu giá. Lam Mi ăn nói khéo léo, giải đáp tường tận từng cái, làm cho Hàn Lập khá hài lòng. Đề hồn bên cạnh nhìn thấy Hàn Lập và Lam Nghi cười cười nói nói, không nhịn được cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, hờn dỗi không để ý tới hai người, nhắm mắt dò xét miếng ngọc giản kia. Chỉ chốc lát, Lam Nghi dẫn theo Hàn Lập và đề hồn đi vào trong một căn phòng đơn lẻ. Diện tích gian phòng không lớn, chỉ lớn cỡ hai ba trượng, đặt một cái ghế dài hình chữ nhật và một cái bàn đá màu trắng, trên bàn bày ra linh trà, tiên quả các loại, đều là thứ bất phàm. Nơi đây bố trí mặc dù đơn giản, nhưng cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ gọn gàng, trong không khí còn nhộn nhạo một cỗ hương khí thanh u, không biết là loại hương liệu nào, nghe thấy trong lòng thật yên tĩnh. Bốn phía gian phòng khép kín, chỉ thấy chính diện có một cửa sổ dùng vật liệu trong suốt chế thành, có thể nhìn thấy được phía trước có một quảng trường khổng lồ, lớn chừng hai ba mươi dặm, trên quảng trường xếp đặt vô số chỗ ngồi, vào lúc này cơ bản đã đầy chỗ ngồi, đều đang đợi đại hội đấu giá bắt đầu. Mà vị trí ghế khách quý giống như bọn Hàn Lập thì có hình dạng quạt, lơ lửng ở giữa không trung quảng trường. Tốt rồi, nơi này không cần ngươi trông coi nữa, đi xuống trước đi. Hàn Lập gật gật đầu, khá hài lòng với tình huống nơi này, sau đó nói với Lam Nghi. Vâng, hai vị tiền bối nếu như cần triệu hoán tại hạ, gõ vang chuông nhỏ này là được. Lam Nghi đáp ứng một tiếng, lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu đồng thau để lên bàn, sau đó lui xuống. Chờ sau khi nàng này rời đi, hai tay áo Hàn Lập lắc một cái, một màn sáng màu xanh bao phủ cả phòng lại. Đề hôn, sao nãy giờ không nói gì vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía đề hồn, hỏi, chủ nhân ngươi và tiểu cô nương kia nói chuyện hợp ý như vậy, tiểu tì nào dám xen vào? Đề hồn mở to mắt, cũng không nhìn hàn lập, sụ mặt ra nói. Nào có cái gì hợp ý hay không hợp ý, bất quá là nghe ngóng một chút từ nữ tử kia về thủ tục đấu giá hội mà thôi. Hàn lập nhịn không được cười nói, đề hồn nghe vậy sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn khẽ hừ một tiếng. Tốt rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, đừng có đùa như trẻ con nữa. Ngươi xem ngọc giản lâu như vậy, có nhìn chúng kiện bảo vật nào không? Hàn lập hỏi, ta nhìn chúng hai kiện tiên khí, chỉ là giá khởi điểm đều không ít, muốn mua được đoán chừng sẽ tốn hao không ít tiên nguyên thạch. Đề hồn nghe nói lời này, bất chấp cáo kỉnh, chỉ trên ngọc giản hai kiện tiên khí cho Hàn lập xem, đồng thời mặt lộ vẻ trần chờ nói. Hai kiện tiên khí này quả thực rất thích hợp với ngươi, về phần tiên nguyên thạch, không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm thần thức hàn lập dò xét hai kiện tiên khí mà đề hồn chỉ, cùng với giá khởi điểm kèm theo phía sau, lông mày không khỏi hơi nhíu, nhưng lập tức giãn ra, cười một cái nói. Lúc trước hắn luân phiên thúc dục quang âm thiên tuyển đại trận tu luyện, tiêu hao gần 2.000 vạn tiên nguyên thạch, trên người bây giờ chỉ còn lại 5.000 vạn tiên nguyên thạch, hai kiện tiên khí này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc tương đối cao, đoán chừng người cạnh tranh sẽ không nhiều, thu được cũng không thành vấn đề. Hắn tiến cấp tới đại la cảnh, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục đột phá nữa cho nên tạm thời cũng không cần đến không gian tranh lệch thời gian có thể đem những tiên nguyên thạch này ra sử dụng đa tạ chủ nhân đề hồn nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chi 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 vào thời khắc này tiếng kêu vang lên liên tục ở trong đầu hàn lập chính là tinh viêm đồng tử trong không gian hoa chi mặc dù tiếng kêu không thành câu bất quá hàn lập hiểu ý tứ tinh viêm đồng tử nó cần một ít hỏa nguyên chi lực bổ sung tiêu hao trước đó không thành vấn đề thần niệm hàn lập truyền âm một câu, làm yên lòng tinh viêm đồng tử. Trên danh sách đấu giá có không ít tài liệu ẩn chứa hỏa nguyên lực dồi dào, mà giá cả đều không đắt, mua một ít là được. Tiểu bạch ở trong không gian hoa chi kêu gào ẩm ý, nhưng nó không yêu cầu hàn lập mua cho bảo vật gì, mà là ẩm ý muốn đi ra quan sát đấu giá hội. Hàn lập bất đắc dĩ, đành phải đưa một sợi thần thức xâm nhập vào không gian hoa chi, chiếu ảnh ra tình cảnh màn đấu giá hội phía ngoài. Vào thời khắc này, ba tiếng chuông keng 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 cực lớn vang lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Giữa quảng trường, trên đài đấu giá, hồng quang lóe lên, một vị lão giả mập mạp tai to mặt lớn thình lình xuất hiện. Ánh mắt hàn lập chớp lên, lão giả mập mạp này có bề ngoài xấu xí, lại là một vị tu sĩ cường đại đại la trung kỳ, đảm nhiệm đấu giá quan nhưng cũng chân ép được tình cảnh. Đại kim nguyên tiên vực ta, vạn bảo tiết vạn năm một lần, hôm nay chính thức bắt đầu. Hoan nghênh chư vị đạo hiếu nể mặt đến nhật nguyệt các, hy vọng các vị có thể thu được vật mình muốn, thắng lợi trở về. Tốt rồi, Lão Phu cũng không nói thêm gì thừa thái nữa, lập tức bắt đầu đấu giá kiện bảo vật thứ nhất, chư vị mời xem. Lão giả mập mạp chắp tay, mấy tên lực sĩ mặc áo mã giáp màu lam dơ lên một cái hộp ngọc bước lên bàn đấu giá. Trong hộp ngọc đặt một khối tinh thạch màu vàng to như cái thất, vô số hào quang màu vàng đất xoay tròn chớp động xung quanh, còn có một cỗ ba động thổ chi pháp tác hùng hậu không gì sánh được từ phía trên mãnh liệt tỏa ra. Trọng lực xung quanh bàn đấu giá cũng bị ảnh hưởng từ tinh thạch này, nặng gấp mấy ngàn lần, mấy lực sĩ kia nâng hộp ngọc lên đều lộ ra vẻ phi thường cố hết sức. Chư vị mời xem, khối thổ hoàng tinh này đến từ mậu thổ tiên vực, sinh ra ở chỗ sâu vô tận dưới lòng đất, trăm triệu năm hấp thụ tinh hoa đại địa mà thành, chất liệu cứng rắn không gì sánh được, lại thêm ẩn chứa nguyên từ trọng lực pháp tắc cực kỳ dồi dào, luyện chế tứ phẩm tiên khí thổ thuộc tính cũng dư xài. Bảo vật này giá quy định 500 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lão giả mập mạp dùng một loại ngữ khí thật thà nói ra không khoe khoang gì món bảo vật này thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác càng thêm đáng tin cậy lão giả vừa dứt lời trong hội trường liền xôn xao nghị luật nhấc lên làn sóng âm thanh cực lớn không ít người mặt lộ vẻ kích động hàn lập nhìn thấy thổ hoàng tinh trên đài ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên hắn mặc dù đã thấy vật này ở trên ngọc giản kia nhưng lại rung động khi nhìn thấy vật thật ở ngoài trong rất nhiều tài liệu thổ chi pháp tắc thổ hoàng tinh được xem như cấp cao nhất cũng không kém thiên kim toàn chứa kim chi pháp tắc, là bảo vật ước mong trong mắt tất cả tu sĩ tu luyện thổ chi pháp tắc. Hơn nữa, khối thổ hoàng tinh trước mắt này vậy mà có thể dùng để luyện chế tứ phẩm tiên khí. Ở trong phẩm cấp tiên khí, tứ phẩm chính là một đường danh giới. Ngũ phẩm tiên khí mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, bình thường đại năng đạt tới đại la cảnh, tốn chút công phu hoặc tiền vốn là sẽ có được một kiện. Dù sao chỉ cần tài liệu luyện chế tiên khí không kém, sau này lại tốn thời gian tế luyện ôn dưỡng từ từ, cũng có thể dựa vào công phu mài nước, tăng phẩm cấp tiên khí lên tới cấp 5. Thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập là như thế, bằng vào căn cơ không kém của Thanh trúc phong vân kiếm, lại nhờ ngũ quang lôi hải chi lực cùng phương pháp tế luyện trong ngũ lôi chính pháp chân kinh, nhất cử mà thành. Nhưng mà tứ phẩm tiên khí thì lại khác, muốn luyện chế một kiện tứ phẩm tiên khí, ngoài vật liệu phẩm chất, còn có yêu cầu kỹ thuật luyện khí cực kỳ hà khắc, thậm chí đến mức độ nghịch thiên, nghe nói sau khi luyện thành, còn có thêm chuyện bảo kiếp. Tình huống cụ thể hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá một khi luyện thành, uy năng tứ phẩm tiên khí đủ hủy thiên diệt địa, không phải ngũ phẩm tiên khí có thể so sánh. Trong chân tiên giới số lượng tứ phẩm tiên khí cực ít, cho dù là tu sĩ đại la, cũng rất ít người có. Khối thổ hoàng tinh này, vậy mà có thể luyện chế tứ phẩm tiên khí, phẩm chất ở trong tài liệu đồng loại xem như cực cao, giá trị to lớn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Hàn lập nhìn thổ hoàng tinh trên đài, ánh mắt chấp động không thôi. Quả nhiên không hổ là vạn bảo tiết, kiện bảo vật đấu giá đầu tiên đã chân quý như thế. Khối thổ hoàng tinh này tuy tốt, bất quá hắn cũng không cần, sẽ không đấu giá. Mặc dù Hàn Lập không cần, nhưng tu sĩ hội trường phía dưới mong muốn bảo vật này rất nhiều, từng người một hang hái đấu giá, những người trong ghế khách quý kia cũng tham dự không ít. Trong nháy mắt giá tiền đã hơn một ngàn vạn tiên nguyên thạch, cuối cùng bị một vị tu sĩ ở ghế khách quý dùng một ngàn hai trăm vạn tiên nguyên thạch thu lấy. Kiện bảo bối dưới đây, chính là một viên hỏa chi đạo đan, cấp bậc ngũ phẩm lão giả mập mạp tiếp tục giới thiệu kiện đấu giá thứ hai. Vạn bảo tiết danh bất hư truyền, lần lượt từng đồ vật kỳ chân hiếm thấy xuất hiện, khiến cho mọi người có chút không kịp nhìn, không ngừng khiến cho bầu không khí từng đợt từng đợt đẩy lên cao trào. Mặc dù giá bán đấu giá cao, nhưng có thể mua được đồ vật cần thiết cho chính mình, rất nhiều tu sĩ vẫn cam tâm tình nguyện, dù sao những bảo vật này đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này không biết bao nhiêu ngày tháng mới có thể gặp lại. Trong nháy mắt, đã qua hơn nửa ngày, nhưng Hàn Lập vẫn ngồi ngay ngắn chỗ cũ, không xuất thủ. Món bảo vật dưới đây là một kiện ngũ phẩm tiên khí, tên gọi U Minh Quỷ Trảo, chính là dùng móng vuốt của một con U Minh Quỷ thú đại la cảnh ở Minh Hải Tiên vực, hỗn hợp vô số hung hồn, 18 loại quỷ huyết, 36 loại quỷ khí, đồng thời nung khô ở trong U Minh Chi Hỏa trăm vạn năm, cuối cùng mới luyện chế thành, ẩn chứa thuộc tính âm quỷ pháp tác vô cùng cường đại, có lực lượng xuyên thủng cực mạnh cùng công hiệu ăn mòn. Trên đài đấu giá, lão giả mập mạp lần nữa lấy ra một kiện bảo vật đó là một móng vuốt màu đen lớn hơn một trường. Cự chảo màu đen này bất ngờ có 9 ngón tay, giữa khe hở các ngón tay phủ đầy màng thịt, vô số hắc khí vần quanh ở trên, phát ra từng trận thanh âm quỷ khóc cường đại, phảng phất giống như ác ma chi thủ. Chương 1200, đấu giá. Hàn Lập nhìn thấy cự chảo màu đen, con mắt sáng lên, ngồi ngay ngắn lại. Đề hồn bên cạnh chăm chú nhìn cự chảo màu đen kia, hai con người nổi lên trận trận dị sắc, thân thể mềm mại cũng kéo căng ra một chút. U minh quỷ chảo này, chính là một trong hai kiện tiên khí mà đề hồn muốn. Những người khác trong hội trường cũng phát ra một trận kinh hô tán thưởng, nghị luận không thôi. Lúc này lão giả mập mạp kia bấm niệm pháp quyết một cái, một đạo pháp quyết lóe lên rồi chui vào trong cự chảo màu đen biến mất. Mặt ngoài tiên khí này lượn lờ hắc quang, chẳng chịt phù văn màu đen bay cuộn ra, nhất thời lấy bảo vật này làm trung tâm, bộc phát ra một cỗ âm phong cường đại. Mặc dù gần bàn đấu giá có bảy ra cấm chế, nhưng một cô âm hàn chi lực thấu xương trong nháy mắt quét ra toàn bộ hội trường, làm những người có tu vi hơi thấp phải run rẩy. Theo trong miệng lão giả lẩm bẩm, cự trảo màu đen bỗng nhiên biến lớn, to bằng một gian nhà, chộp vào một tòa cự thạch màu đen cao mấy chục trượng nằm bên cạnh bàn đấu giá, tản mát ra dày đặc ánh kim loại nồng đậm. Căn cứ lệ cũng nhật nguyệt khác, phàm là bán đấu giá tiên khí công kích, đều phải thử biểu diễn một chút, để cho khách nhân có thể cảm thụ rõ ràng uy năng tiên khí, cự thạch màu đen kia chính là dùng cho chuyện này nó được dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện thành cực kỳ kiên cố lúc trước đã có vài kiện tiên khí bán đấu giá đã thử diễn qua uy năng trên cự thạch này giờ phút này trên cự thạch màu đen mấp mô bất quá tổng thể coi như hoàn chỉnh phốc phốc một tiếng vang nhỏ phảng phất đao nung đỏ chạm trên mỡ bò cự thạch màu đen tùy tiện vỡ vụn thành mười mấy đoạn mà vết cắt lại hiện ra xu thế hòa tan ăn mòn tản mát ra trận trận khói xanh mọi người dưới đài hít sâu một hơi trong mắt đề hồn đại phóng dị sắc cơ hồ mặt mày hớn hở lên Lông mày hàn lập nhíu một cái, U Minh quỷ chảo này có lực công kích cường đại như thế, có thể nói là tiên khí cường đại nhất từ lúc đại hội đấu giá bắt đầu đến nay. Dựa theo mấy món tiên khí bán đấu giá trước đó, giá cả U Minh quỷ chảo chỉ sợ cao trên trời. Tiên nguyên thạch trên người hắn hiện chỉ có 5.000 vạn, đoạt được bảo vật này không thành vấn đề, nhưng nếu tiếp tục đấu giá, sợ rằng sẽ khó khăn. Lão phu tu luyện không phải âm quỷ pháp tắc, cho nên chỉ có thể phát huy ra uy năng bảo vật này chưa tới một thành, U Minh quỷ chảo này nếu có pháp tắc tương ứng phối hợp, uy lực to lớn, không thể tưởng tượng. Tốt, lời khoe khoang ta cũng không muốn nói nhiều, chư vị phía dưới bắt đầu đấu giá đi, giá khởi điểm 800 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Lão giả mập mạp tuyên bố đấu giá bắt đầu, 860 vạn, 920 vạn, 1 ngàn vạn, có lẽ vừa rồi U Minh quỷ chảo thử diễn hiệu quả quá tốt, mặc dù người tu luyện âm quỷ pháp tắc không nhiều, dưới đài người cạnh tranh vẫn rất nhiều, Hàn lập còn chưa kịp ra giá, giá cả đã đề cao đến một ngàn vạn tiên nguyên thạch. Hắn không lập tức tham dự vào. Hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, thêm hắn vào cũng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít. Bảo vật này nếu tình thế bắt buộc, cuối cùng tranh đoạt cũng sẽ giống như vậy. Còn đề hồn bên cạnh nhìn Hàn lập một chút, muốn nói lại thôi. Sau một lát, khi giá cả tăng cao đến một ngàn năm trăm vạn tiên nguyên thạch, người đấu giá đã giải rác một ngàn sáu trăm vạn. Hàn lập chỉ vào một khối ngọc bài màu lam trên bàn trong gian phòng ở phía trên hiện ra một tầng linh quang màu lam báo ra một cái giá một ngàn sáu trăm năm mươi vạn trong một gian phòng khách quý cách Hàn lập không xa truyền ra một thanh âm giả nua Hàn lập quay đầu nhìn qua trong mắt nổi lên một tầng quang mang tím đen trong phòng khách quý của đối phương mặc dù có bày ra cấm chế cao minh nhưng lại ngăn không được cửu u ma đồng của hắn Hàn lập trước đó trong tu la huyết môn cơ hồ đã thông hầu hết huyền khiếu trong thể nội một ít huyền khiếu phần mắt cũng đã dung hợp quán thông, thêm nữa hắn nhất cử tu thành thiên sát trấn ngục công, được ma khí quán thông, cửu u ma đồng cũng theo đó tiến nhanh. Sau khi cửu u ma đồng sơ thành, đồng tử sẽ nở rộ tử quang, tu luyện càng sâu, tử quang càng mạnh. Nhưng đồng thuật này tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tử quang ngược lại sẽ dần dần rút đi, chuyển thành màu đen, chờ đến lúc màu đồng tử biến thành đen nhánh, chính là ma công viên mãn, nhìn rõ cửu u. Thời khắc này, Cửa U Ma Đồng của Hàn Lập đã cách cảnh giới này không xa. Ngồi trong phòng đối diện là một lão giả áo xám, toàn thân khí âm hàn cuồn cuộn, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la sơ kỳ, trong tay cầm một cây quyền trượng màu trắng, tựa hồ là xương người chế thành, có chút quỷ dị. Lão giả áo xám cũng không phát ra cửa U Ma Đồng dò xét, giờ phút này thần sắc trên mặt có chút khẩn trương, tựa hồ cái giá tiền này đã là cực hạn của lão. "Chủ nhân." Trong ba động thần hồn của người kia hiện ra vẻ nôn nóng, cảm giác khẩn trương xem ra lão không còn nhiều tiên nguyên thạch. Hai mắt đề hồn nhắm nghiền, trên thân hiện ra một tầng u quang màu đen, nhẹ nhàng nhảy lên, mở miệng nói. Hàn lập kinh ngạc nhìn đề hồn một chút, lần nữa ra giá. Một ngàn tám trăm vạn, hắn tăng lên thêm từ một ngàn năm trăm vạn tiên nguyên thạch. Lão giả áo xám kia khẽ nhăn mặt một cái, thở dài ra một hơi, hai tay buông xuống, hiển nhiên từ bỏ tranh đoạt. Những người khác trong hội trường cũng đều không tiếp tục ra giá, nhất thời im lặng. U Minh quỷ chảo này mặc dù tốt, bất quá giá này đã cao hơn giá trị rồi. Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, trên mặt đề hồn bên cạnh cũng hiện ra vẻ tươi cười sán lạn. Lão giả mập mạp thấy U Minh quỷ chảo bán với giá cao như thế, trong lòng cũng rất hài lòng, đang muốn tiến hành hỏi giá lần cuối. 1.900 vạn, nhưng ngay giờ phút này, một thanh âm băng lãnh vang lên, lại đến từ một gian phòng khách quý khác ở xa xa. Sắc mặt đề hồn trầm xuống, cắn răng lại, lông mày hàn lập cũng nhíu một cái, nhìn lại phòng khách kia, quang mang tím đen trong mắt lưu chuyển, lập tức xuyên thấu vách tường xương mù cách trở kia, nhìn thấy tình huống bên trong. Trong phòng ngồi sáu người, tất cả đều mặc áo bảo đen, trên đầu trùm mũ, che khuất cả khuôn mặt. Trên áo bảo đen kia lưu động ánh sáng màu đen như nước, vậy mà ngăn trở cửu u ma đồng của Hàn Lập, không biết là bảo vật gì. Sáu người đều lặng lặng ngồi đó, không biết người nào là người ra giá. Ừm, ngay lúc này trong sáu người, một bóng người màu đen có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn khẽ ngẩng đầu, tựa hồ đã nhận ra Hàn Lập dò xét, phung tay lên. Lập tức trong phòng khách quý kia dâng lên một tầng sương mù màu đỏ nồng đập, triệt để ngăn cách cửu u ma đồng của Hàn Lập. Hai ngàn vạn, sắc mặt Hàn Lập cũng trầm xuống, nhưng ngay sau đó khôi phục như thường, lập tức mở miệng ra giá. Đồng thời, hắn nháy mắt với đề hồn ra dấu, đề hồn minh bạch, lần nữa nhắm mắt lại, trên thân nổi lên một tầng quang mang tối tăm, dò xét ba động thần hồn người bên kia. Không được, người ra giá kia cũng tu luyện thần hồn pháp tắc, am hiểu ẩn nấp, ta cảm giác không được ba động thần hồn đối phương. Nhưng rất nhanh nàng mở to mắt, chán nản nói ra. Hàn Lập nghe lời này, trong lòng cảm giác nặng nề. 2200 vạn, thanh âm băng lãnh kia tựa hồ có vẻ không kiên nhẫn, bỗng nhiên nâng giá 200 vạn, muốn Hàn Lập buông tay. "Chủ nhân, quá mắc, nếu không thì thôi đi." Đề Hồn hơi chần chờ, dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo Hàn Lập một cái, thấp giọng khuyên can. Chỉ là trong lời nói nàng do dự không bỏ cho dù ai cũng có thể nghe hiểu được 2.500 vạn Hàn Lập cho đề hồn một ánh mắt yên tâm Lần nữa báo giá, không mảy may nhường Trong hội trường vang lên một trận xôn xao Nhao nhao nhìn sang xương phòng Hàn Lập Hàn Lập đã sớm thiết hạ màn sáng cấm chế trong phòng Che phủ người chung quanh giò xét 2.700 vạn Thanh âm băng lạnh im lặng một chút Một lần nữa nâng giá 3.000 vạn Mặt Hàn Lập không biểu tình Bỗng nhiên báo ra một giá cao làm cho tất cả mọi người ở đây có chút khó tin Giờ phút này trong lòng hắn kỳ thật cũng đang thịt đau, tiêu ba ngàn vạn tiên nguyên thạch mua sắm u minh quỷ chảo này, cũng quá cao, nhưng trước đó đã cam đoan với đề hồn, bất luận thế nào cũng phải lấy hai kiện tiên khí này tới tay. Huống chi, u minh quỷ chảo này đúng là tiên khí tốt khó gặp, lại phi thường phù hợp với pháp tắc của đề hồn, cũng không tính là ăn thiệt thòi. Trong phòng đối phương, một bóng người cao gầy bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt âm lãnh giống như kền kền, nhìn qua xương phòng hàn lập. Trong mắt người này chấp động quang mang lạnh lùng, sau một lát hừ một tiếng, cuối cùng không ra giá nữa. Trên đài đấu giá, lão giả mập mạp mặt mày hồng hào hỏi tham giá ba lần, cuối cùng tuyên bố U Minh quỷ trảo thuộc về Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập thở ra một hơi, nhưng lập tức nhớ lại trên thân còn sót lại hai ngàn vạn tiên nguyên thạch, lông mày hơi nhíu lại. Đề hồn xem trọng một kiện tiên khí khác, cũng không kém U Minh quỷ trảo, chỉ sợ giá cả cũng sẽ không thấp, hơn nữa còn có vật mà tinh viêm đồng tử muốn, chừng đó tiên nguyên thạch chỉ sợ không đủ. Đuôi lông mày hắn khẽ động, mặt lộ vẻ do dự. Rất nhanh, đại hội đấu giá liền phái người đưa U Minh quỷ trảo kia tới, người tới chính là Lam Mi kia. Hàn lập thanh toán xong tiên nguyên thạch, đề hồn lập tức vui mừng khấp khởi phất tay phát ra một cỗ hắc quang, quấn lấy U Minh quỷ trảo, thu vào thể nội tế luyện. Lam Mi, nơi các người có thu mua bảo vật không? Hàn lập mặc kệ đề hồn, hỏi Lam Mi kia, tất nhiên là có, không biết tiền bối muốn bán vật gì ánh mắt Lam Mi vui mừng, lập tức đáp, Hàn Lập vung tay lên, bên cạnh nhiều ra mười mấy khối tinh thạch màu lam to bằng đầu người, bên trong chấp động quang mang lôi điện dọa người. Một cỗ lôi điện pháp tác vô cùng mãnh liệt từ trên những tinh thạch màu lam này bộc phát ra. Toàn thân Lam Mi lập tức run rẩy không thôi, sắc mặt càng trắng bệch. Hàn Lập thấy cảnh này, phất tay phát ra một cỗ lôi quang màu vàng bao lại những tinh thạch này, che lại hơn phân nửa lôi điện pháp tác. Lúc này thân thể Lam Mi mới đứng vững nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ hàn lập một tiếng. Đây là kinh lôi thạch, nàng nhìn kỹ những tinh thạch màu lam này, lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng tới gần hai bước cẩn thận xem xét. Lam nghi cô nương hảo nhãn lực, không sai, những thứ này chính là kinh lôi thạch, không biết các ngươi ra giá bao nhiêu. Thần sắc hàn lập như thường hỏi, kinh lôi thạch chính là vật liệu chứa lôi điện pháp tắc, cực kỳ cao đẳng, mặc dù còn kém thổ hoàng tinh, thiên kim toản, nhưng cũng tranh lệch không xa. Những kinh lôi thạch này, là hắn ở khu vực trung tâm của Ngũ Quang Lôi vực thu lấy tinh hoa lôi điện, lúc Tế Luyện Thanh trúc phong vân kiếm ngẫu nhiên phát hiện, giá trị cực cao. Những kinh lôi thạch này phẩm chất cực cao, mỗi một khối đoán chừng trên trăm vạn tiên nguyên thạch, giao dịch lớn như vậy, tiểu nữ không làm chủ được, tiền bối chờ một lát, ta đi mời chấp sự trưởng lão tới." Lam Nghi xin lỗi một tiếng, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Hàn Lập cũng không vội, tự mình nhìn lại quảng trường phía dưới. Đại hội đấu giá đã lần nữa bắt đầu bất quá vật bán đấu giá cũng không phải là thứ hắn muốn. Hắn nhìn qua, liền rời ánh mắt đi, nhìn lại phía phòng khách trước đó, ý niệm trong đầu chuyển động. Sáu người trong phòng khách kia toàn thân bảo bọc áo đen, một bộ dạng lén lén lút lút. Nếu chỉ là tán tu, cũng không cần che giấu như vậy, chẳng lẽ sáu người kia là người cửu nguyên quan, bách tạo sơn hoặc là kim nguyên tiên cung. Không biết đến Lưu Kim Thành làm gì, trong đầu Hàn Lập đột nhiên không khỏi toát ra một ý niệm, những người kia tới đây, không phải là có liên quan đến mình chứ vừa nghĩ đến đây chân mày hắn cao lại